xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai chiến niên, hãy có tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào thầy hiệu trưởng trường Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng. Hôm nay thứ sáu, chúng ta chỉ còn khoảng 8 ngày nữa là chuẩn bị đón Xuân Thu. Cho nên chúng tôi xin chào đón tất cả học viên vào lớp học cuối cùng của năm Nhâm Dần hôm nay. Hôm nay thứ sáu 13 Tây Tháng Giêng năm 2023. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý học viên lớp học chiều nay do thầy hiệu trưởng Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng phụ trách về đề tài Phật giáo thực dụng trong đời sống. Một đề tài này giống như một cái trường title của trường là trường Cao đẳng Phật giáo Thực Dụng. Và chúng em xin kính mời thầy Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng vào lớp học. Dạ vâng, rất là cảm ơn Quang Hải, Phan Trung Kiên đã giới thiệu. Kính thưa toàn thể quý học viên, kính thưa chư vị tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị thân hữu, cũng như tất cả bạn bè khắp nơi. Ngày hôm nay đã là ngày cận Tết của năm Nhâm Dần. Chúng ta còn khoảng 10 ngày nữa, thì trong cái thời gian này thì chắc chắn rằng tất cả quý học viên cũng rất là bận rộn. Dĩ nhiên là cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn bận rộn. Nhưng cái vấn đề mà tu học đó thì chúng ta không thể nào vì một cái lý do bận rộn mà chúng ta có thể ngừng nghỉ, bởi vì cái sự tinh tấn nó là một cái thước đo luôn luôn như là một cái hình ảnh của một cái người mà lấy cây để mà chà cho ra lửa. Khi mà chúng ta chà mà không ra lửa đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục chà, chứ không thể vì một cái lý do thời tiết hay là vì một cái lý do về vấn đề tâm sinh lý mà chúng ta nghĩ, thì lửa nó sẽ không có phát ra được. Cho nên cái việc mà chúng ta tu học, nó giống như là một cái sự kiện mà chúng ta luôn luôn nỗ lực trong cái vấn đề tinh tấn. Bởi vì trên thế gian này có 8 tỷ người tính đến giờ phút này. Nhưng mà chúng ta biết rằng mấy ai trong 8 tỷ người này ý thức được cái giá trị thật sự của mỗi một con người trong cái cuộc phàm trần này. Và vì vậy mà nếu chúng ta không biết, hoặc là có biết nhưng mà sơ sẩy, thì giống như là chúng ta đi trên cái mỏm đá của cái dải Hy Mã Lạp Sơn, nó rớt xuống cái hố sâu bao giờ không hay. Và vì vậy mà vấn đề tỉnh thức, chánh niệm và vấn đề mà chúng ta luôn luôn nhìn lại cái bản tâm là một cái sự việc hết sức quan trọng. Cho nên ngày hôm nay, mặc dù là quý vị cũng chuẩn bị tươm tất cho một cái Tết sắp tới, nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được cái giờ phút mà chúng ta luôn luôn tu trì. Bởi vì đó là cái mạng mạch, đó là cái gia sản, đó là cái di chúc, đó là cái mà chúng ta gọi là nhà băng đem đến cho tương lai. Còn tất cả những cái mà chúng ta cho rằng nó phụ thuộc ở ngoài đó, như tiền tài, vật chất, xe cộ, nhà cửa, nói là nói như vậy. Nhưng mà khi chúng ta rũ bỏ cái xác thân này rồi, điều đó chúng ta sẽ trả lại nguyên bản cho đất nước, gió lửa trên cuộc đời này. Cho nên chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là vui mừng, rất là tán thán đến tất cả sự hiện diện của toàn thể quý học viên. Bởi vì chúng ta đã trải qua 16 lần để mà chúng ta chiêm nghiệm những cái bài học thật sự,
nhấn mạnh vào cái tâm thức và cái thân mạng của con người. Do đó, chúng ta càng ngày càng thấy cái giá trị thật sự của chúng ta, và chúng ta thấy được cái giá trị thật sự như vậy đó, thì chúng ta mỗi ngày ươm mầm, tưới tiêu và chăm bón cho cái tâm thức này nó được đi đến một cái cảnh giới an nhiên tự tại, thì điều đó là một cái điều phúc lành vô thượng. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, chúng tôi xin cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đời đời sẽ được gặp Phật pháp, chúng ta luôn luôn có chánh niệm và trí tuệ luôn luôn bừng sáng để chúng ta xử lý mọi việc, để chúng ta hành động mọi sự kiện, để chúng ta nói năng mọi việc đều đúng với chánh pháp. Và trong giờ phút này xin mời toàn thể quý học viên cùng với chúng tôi chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu cho sự an lành cũng như tinh tấn để chúng ta cùng học Phật, cùng nói đúng chánh pháp, cùng nghe đúng những lời Phật dạy và đúng thực hành đúng y như chân lý của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, tôi nghe rồi, thưa thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình của ngày hôm nay, như chúng tôi đã có cái outline gửi ra cho toàn thể quý học viên, thì cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ thực dụng trong cái đời sống để chúng ta biết thật sự cái điều mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc đời này. Chúng ta nhận diện cái khổ đau trong cuộc sống, bởi vì chúng ta nói rằng đời là bể khổ, nhưng thật sự đời nó không khổ. Đời không khổ, mà cái khổ hay là không khổ là do chúng ta, chứ không phải đời là bể khổ. Cho nên nhiều cái lý thuyết ở ngoài đó, họ nói rằng đời là bể khổ đó, họ đã đưa ra một cái điều hết sức là ngớ ngẩn và ghép cho Phật giáo là một sự bi quan. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta biết đời là bể khổ. Rõ ràng không phải là cuộc đời này nó toàn bộ là sự khổ, mà nỗi khổ, niềm đau hay là hạnh phúc đều do từ mỗi tâm chúng ta. Cho nên điều đó chúng ta phải lưu ý. Nguyên nhân sinh ra phiền não. Cái phiền não thì dĩ nhiên ai cũng biết rằng tất cả những cái phiền não trên đời này đó, nó nhiều hơn là cái sự an lạc. Và cho dù đó là một cái sự hạnh phúc thật sự, nhưng mà nếu chúng ta không khéo, nó cũng trở thành là cái nguyên nhân của phiền não. Bởi vì nếu chúng ta biết được như vậy, thì tốt hơn hết là chúng ta ngăn chặn những cái phiền não đó, hơn là chúng ta để cái phiền não nó xả ra, để rồi thân bằng quyến thuộc của chúng ta khổ não, rồi chừng đó chúng ta mới tức nước mà vỡ bờ, rồi đáp lại cũng rất là khó. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tu minh sát tuệ để mà hạn chế, để mà dứt trừ những phiền não, hay nói đúng hơn, cái danh từ chuyên môn gọi là vô nhiễm. Chúng ta không bị nhiễm, chúng ta không bị động bởi những cái phiền não nó đem đến cho tất cả mọi người chúng ta. Và thưa quý vị, cái điều lý thú hết đó là ai cũng mở miệng ra là nói, tôi không cần đến chùa đâu. Tôi không cần ăn chay niệm Phật đâu, bởi vì tôi tu tâm. Mà cái điều tu tâm đó thì ai cũng nói được hết chứ. Nhưng mà để hiểu được tu tâm là tu như thế nào đó là hoàn toàn những người nghiên cứu Phật giáo cho đến giờ phút này đó vẫn còn ở trong một cái sự kiện
được gọi là đương ở trong cái tình trạng chưa có thông được cái tu tâm nó có một cái nghĩa như thế nào. Huống chi là một cái người mà chưa bao giờ bước vào chùa, chưa bao giờ ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ tụng kinh mà gọi là tu tâm, thì tu cái đó là một cái kiểu nói cho nó khuất lấp trong cái cuộc sống mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội để khảo sát. Và chúng ta sẽ thấy được, khi mà khảo sát về cái tu tâm, chúng ta sẽ biết là cái tâm nó như thế nào. Thật sự cái tâm nó không phải là trái tim. Mà chính vì vậy mà người ta nói rằng trái tâm là tim đó, thì đó cũng là một cái cách nói cho nó vui, chứ còn thật sự nó hoàn toàn không phải đơn giản. Cho nên học Phật nó không phải là một cái chuyện đơn giản như là tới để mà lễ Phật, lại Phật và mình cúng một vài cái điều gì đó là được gọi là đi chùa hay là Phật tử đâu. Mà chúng ta phải khảo sát thật sự, bởi vì đây là một cái đạo pháp, đây là một cái con đường mà nó dẫn chúng ta trong nhiều kiếp mai sau. Chứ không phải là một cái chuyện mà chúng ta đơn giản là nó tu tâm rồi muốn làm gì làm. Không phải là như vậy. Và dĩ nhiên nói đến tâm thì chúng ta phải biết rằng cái nào là tâm chính và cái nào là tâm phụ. Mà từ ngữ của Phật giáo gọi là tâm vương và tâm sở. Cái gì nó là chính mà cái gì nó là phụ. Chứ không phải cái nào nó cũng là chính ấy, mà cái nào nó cũng là phụ ấy. Thành thử ra nếu mà chúng ta học qua cái lớp này xong rồi đó, mà thật sự quý học viên nghiên cứu một cách đầy đủ rồi đó, là chúng ta không sợ mưa gió, chúng ta không sợ mưa bão khi mà chúng ta ra chống chọi với cái cuộc đời. Bởi vì cuộc đời nó sẽ có rất rất nhiều những vấn đề mà bởi vì chúng ta nhìn vào bụi gai, tre, chúng ta không biết cái lối đi, thành thử chúng ta rất là sợ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có cái gươm trí tuệ, chúng ta đã học Phật Pháp rồi, chúng ta đã có một cái bửu bối của gia tài Phật giáo rồi. Thành thử ra chúng ta bước xong vào đời đó bằng một cái tâm an nhiên tự tại, không sợ bất cứ điều gì. Và vì vậy mà chúng ta có thể đủ năng lực để xiển dương chánh pháp. Cho nên đó, cái điều mà chúng ta rất là sợ đó là chúng ta có năng lực, chúng ta có nhiệt tâm nhưng mà chúng ta không biết gì cả đó, thì chúng ta làm cho cái sự kiện đó nó thất bại. Cho nên người ta nói rằng nhiệt tâm mà ở trong một cái tình trạng u mê hay là nó vô minh đó, thì nó là một cái sự phá hoại thì chứ không có được vậy. Thành thử ra nhiệt tâm nhưng mà cộng phải có một trí tuệ, bởi vì cái trí tuệ đó nó dẫn dắt cái nhiệt tâm của mình để đi đến một cái hoàn thiện bản thân, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và khi chúng ta tu tâm thì Đức Phật cũng đã nói rằng tu trong trung đạo tu tâm, nhưng mà đồng thời chúng ta phải biết cái thân tướng này nó xuất phát như thế nào và cần thiết để tu bổ cho cái thân tướng này hay không. Bởi vì tướng và tâm là hai cái điều kiện để nó hỗ trợ. Có tâm mà không có tướng thì cũng như không, mà có tướng mà không có tâm thì hỏng rồi. Thành thử ra chúng ta phải biết đến cái sức khỏe của con người, phải biết đến cái mà giá trị cao nhất là tài sản lớn nhất mà Ngài Kim Cang Tử cũng đã từng nói đó. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Đó là những cái điều mà chúng ta khảo sát. Và nếu muốn được như vậy, để cho cuộc đời này chúng ta luôn luôn là người giàu có, giàu có kể cả mặt tinh thần và vật chất, thì chúng ta phải biết cách sử dụng cuộc đời này như là một cái công cụ để chúng ta tiến bước cho ngày mai. Và cuối cùng là những cái phần mà chúng ta sẽ đề cập đến một cái semester thứ hai, thì đó là cái outline của ngày hôm nay. Hy vọng từng cái outline này thì chúng ta sẽ bước tiến dần dần để hiểu được cái sự kiện của bài học này. Và khi chúng ta hiểu được cái bài học này thì chúng ta đi đúng cái chủ đề và từ bước để chúng ta có thể đi vào trong cái lớp học. Nó mang một cái tính chất mô phạm và quy ước một cách hết sức là rõ ràng theo cái chương trình của trường college. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý học viên,
Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu một cái outline để cho quý vị thấy. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà chúng ta biết trong cái cuộc đời này đó, cái vấn đề gì nó làm cho con người của chúng ta ở trong cái vòng đau khổ mà cái cuộc sống này chúng ta phải đối diện. Thì thưa với quý vị, trước mắt là chúng ta biết rằng cái vấn đề chính yếu là ái dục. Cái điều đầu tiên mà chúng ta nghe cái chữ ái dục thật sự mà nói đó, thì chúng ta mới nghe nó có vẻ gì như là một cái sự kiện thương yêu là tốt. Dĩ nhiên, nếu mà chúng ta có một cái sức lôi cuốn, chúng ta có được một cái tình cảm yêu thương, đó là xuất phát từ cái con tim. Nhưng mà yêu thương như thế nào chính là một cái gốc của biết bao nhiêu phiền não. Bởi vì chúng ta biết rằng cái yêu thương đó với một cái tình trạng của cái sự bám víu, cái sự chấp chặt, cái sự chiếm hữu và cái trái tim luôn luôn là nó rất nồng nhiệt đó, nó sẽ làm cho chúng ta thấy được cái sự biến hành của cái tâm thức. Và chính cái sự bám víu, chiếm hữu, nó đã khiến cho chúng ta có những cái đối tượng mà chúng ta chấp chặt. Và khi chúng ta gọi là chấp chặt, chúng ta dù rằng có quan tâm, nhưng cái quan tâm đó cũng là một cái sự phiền não. Thành thử khi chúng ta nhận thức được cái phiền não nó do đâu mà có, thật sự mà có, tất cả những cái phiền não trên đời này đều xảy ra bởi ba cái mà ai cũng biết, đó là tham lam, sân hận và si mê. Nó là ba cái độc nguyên nhân đầu tiên mà nếu chúng ta cứ nghe gọi là tham sân si, mà chúng ta cứ thấy rằng cái chuyện tham sân si nó là cái sự tham, cái sự sân, cái sự si bình thường như chúng ta nghĩ đó, thì chúng ta dễ dàng bị lạc lối. Bởi vì cái tham nó là một cái độc mà nó có thể chi phối hàng ngàn cái kiểu tham. Sân hận nó cũng có hàng ngàn cái kiểu sân hận. Và dĩ nhiên cả sân hận và tham lam đều là cái kết quả của sự si mê. Còn nếu chúng ta không si mê đó, thì chúng ta không có tham lam. Cho nên thưa với quý vị, cái phiền não mà chúng ta hiểu được cái gốc của nó chính là cái tham lam, cái sân hận và cái si mê. Bởi vì tham lam trong ái dục nó là một cái cấu uế, mà không phải là cái cấu uế bình thường. Sân si là một cái cấu uế, nhưng không phải là một cái cấu uế bình thường. Bởi vì được gọi là cấu uế đó, thì chúng ta biết rằng cái ly nước này khi mà chúng ta bị dơ bởi bụi bặm, chúng ta có thể rửa sạch bằng những loại xà phòng. Nhà cửa của chúng ta bị hư hại, bị lụt lội, nó làm cho nhơ nhớp, chúng ta có thể sửa sang và rửa lại. Nhưng mà nói về tham và sân và si đó, thì nó thuộc về tâm. Mà nếu tâm mà gọi là sai phạm đó, thì không thể nào chúng ta lấy nước để mà rửa được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mà nó vẫn đục thì nó sẽ lôi cả một cái cuộc đời của chúng ta đi vào một cái biển khổ hay cái phiền não mà chúng ta không thức tỉnh, thì nó sẽ sa đọa vào trong một cái sự đau khổ triền miên hết kiếp nọ cho đến kiếp kia. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó dẫn đầu các pháp. Cho nên làm sao mà mình có thể tạo được một cái tâm an nhiên, một cái tâm tự tại, một cái tâm mà chúng ta được thấy nó một hiểu một cách rộng rãi là cái tâm ác, cái tâm thiện nó như thế nào, thì chúng ta phải khảo sát cái nguyên nhân sinh ra ái dục nó như thế nào. Bởi vì chúng ta biết rằng tham lam là chúng ta thích cái gì mà chúng ta nghe những lời nịnh nót, chúng ta muốn người ta ca ngợi cái sự giàu sang phú quý, chúng ta muốn người ta nói đến những cái sắc đẹp mà chính chúng ta không có. Hay nói đúng hơn, con người của chúng ta nó thường thường á là nó không chấp nhận cái hiện tại mà nó muốn những cái gì mà cái sức của chúng ta khó với tới, hay là bất bình, không thỏa mãn với những cái hiện tại.
Cái điều đó thì ai cũng hiểu được, bởi vì nó đơn giản là khi chúng ta muốn một cái nọ, khi chúng ta đạt được cái đó rồi thì chúng ta lại muốn cái khác. Cái điều đó nó cứ nó dẫn chúng ta đi vào một cái tình trạng cứ như vậy, mà nó làm cho cái con người của chúng ta nó mãi mê trong cái vấn đề tham đắm. Cho nên nếu mà chúng ta biết được cái phương pháp để mà cố ý dập tắt được những cái sự kiện đó, thì dĩ nhiên là chúng ta phải biết cái cách như thế nào để mà bớt tham lam. Thì chỉ có một cái cách là chắc chắn chúng ta phải có một cái khoan dung độ lượng. Chúng ta phải tập cái cách để mà thương yêu mọi người, để chúng ta có thể san sẻ mọi thứ, để chúng ta có thể bố thí mọi thứ, để cho cái lòng tham của chúng ta nó xả đi bớt, mà nó không có ôm ấp, nó không có níu kéo, nó không có lôi cuốn vào trong một cái mong đợi mà cái sức của chúng ta nó không có những cái sự chịu đựng. Cho nên thưa quý vị, cái mong chờ mà mong chờ bằng bất thiện thì cái tham đó nó dẫn vào cái sanh tử hết sức là khổ đau. Cái sân hận là một cái điều mà ai cũng biết, là chúng ta thích và nghe để ý đến những lời nói, nhưng mà những lời nói làm cho con người của chúng ta vui sướng đó, thì chúng ta là bị một cái nghiệp gọi là cái nghiệp nghe nịnh nọt. Nhưng mà cái lời nói mà khiến cho chúng ta không cảm thấy thoải mái thì chúng ta dễ dàng sinh ra những cái tức giận. Và vì vậy mà cái sân hận nó dễ làm cho chúng ta ở trong một cái trạng thái tiêu ma hết tất cả những cái rừng công đức. Bởi vì cái sân hận là cái mà có thể khiến cho chúng ta mâu thuẫn giữa con người và con người. Giữa hai người bình an như vậy đó, nhưng mà khi có những cái sân hận giận dữ thì dĩ nhiên những cái lời nói của chúng ta nó phát xuất ra, nó làm cho giữa người và người trở nên ngăn cách. Và vì vậy mà muốn chế ngự được cái lòng sân hận thì chúng ta phải học Phật. Đó là chúng ta phải thực hiện lòng từ. Chúng ta phải đọc những cái bài kinh giống như là bài kinh Từ Bi. Chắc là quý vị sẽ được học trong cái mùa tới. Chúng ta sẽ có nhiều cái bài học để mà chúng ta ứng dụng thực tế, để mà chúng ta chuyển hóa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã cho chúng ta nhiều cái bài thuốc đặc trị. Giống như là cái bài thuốc mà chúng ta đau bụng phải uống những cái loại thuốc nào. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ uống tùm lum loại thuốc á, thì nhiều lúc chúng ta đã không hết bệnh, mà chúng ta lại còn bị những cái đau khổ về những cái chứng bệnh mà người ta gọi là affect. Thành thử ra, cái tâm từ là cái tâm mà tạo cho chúng ta có được một cái giải pháp để mà xoa dịu những cái sân hận. Và muốn được như vậy, chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hiện cái tâm từ yêu thương của chúng ta rải đầy cho tất cả mọi người và mọi loài. Rồi cái tâm si cũng vậy. Chúng ta thích nghe những cái lời nói, một cái lời nói về vấn đề xấu ác đối với người khác. Chúng ta thường mở đài, mở tivi, chúng ta mở email, tất cả những cái điều đó. Chúng ta thường nghe những điều chửi rủa, phiền muộn, nói xấu nhiều hơn là những cái tin tức tốt đẹp. Cuộc đời này chúng ta thấy hoàn toàn là như vậy. Cho nên cái điều mà chúng ta thấy những cái lời nói của những người vô giáo dục, những người mà họ lấy mạng, họ chửi rủa, họ xem mắt, thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Bởi vì cái thiện thì ít, mà cái ác thì nhiều. Cho nên á, chúng ta mới biết rằng trong đời này đó, Phật thì cũng không có bao nhiêu, mà ma thì rất là nhiều. Do đó cái sự lầm lạc tà kiến của chúng ta bị dẫn dắt bởi những phương tiện truyền thông càng ngày nó càng phức tạp đó, thì tất cả đều do cái sự kiện nó phối hợp từ cái xã hội, từ cái thế giới mà nó luân chuyển, nó làm cho con người của chúng ta nó không có đủ cái bản năng để mà chống đỡ. Và vì vậy đó, chúng ta phải ý thức rằng thế giới này đó, nó phải nằm trong tay của chúng ta. Nó phải nằm trong tay của chúng ta, có nghĩa rằng chúng ta phải có cái gì để mình đối phó. Tức là chúng ta phải có một cái bản năng bằng lý trí. Chúng ta phải có cái cách để mà có thể chặn đứng lại những cái gọi là thù trong giặc ngoài. Đó là những cái mà những cái lời chửi rủa, những cái lời bất thiện, những cái điều mà nó không có làm cho chúng ta an lạc. Và thay vào đó, chúng ta phải định tâm, chúng ta phải nghe những cái lời lành tiếng tốt để nó xoa dịu.
Và vì vậy đó, mà cái phương pháp là chúng ta phải cố gắng, nỗ lực để biết được những cái điều mà tốt đẹp bằng cách là chúng ta phải lễ lại, chúng ta phải đến chùa, chúng ta phải thân cận với những bậc thiện hữu tri thức. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta thân cận với chùa, có nghĩa là chúng ta thân cận là chúng ta thấy được cái hình ảnh của chư Tăng, chư Ni, chúng ta thấy được cái hình ảnh của những người tu hành đó, thì chúng ta mới phát tâm, mới có được một cái sự mong đợi rằng cái tư cách và cái hành hiệp của mỗi một vị tôn túc cho chúng ta một bài học. Đó là cái sự quý mến, đó là cái sự quý giá, đó là cái hiền thân của Phật Pháp mà chúng ta cần phải trân trọng. Cho nên cái phương thức để mà chúng ta dẹp trừ được những cái nguyên nhân đó, để mà làm cho cái bớt tham, làm cho cái bớt sân, làm cho bớt si, là một cái điều mà chúng ta có thể hóa giải. Chứ còn bây giờ dập tắt thì chúng ta không có thể nào một sớm một chiều mà gọi là dập tắt được cái tham lam, sân hận và si mê. Cho nên cái nguyên nhân nó đã xảy ra như vậy đó. Thì cái vấn đề chính yếu của một cái người mà tu học Phật, chúng ta cần phải nghiên cứu về cái cách tu hành, đặc biệt là chúng ta phải thực hành minh sát tuệ. Bởi vì minh hành minh sát đó, nó cho chúng ta có một cái thực tế hơn, nó cho chúng ta hiểu được một cái cách là làm thế nào để có thể trừ đi những cái phiền não gốc mà tất cả những cái phiền não trong đời này đó. Thưa quý vị, tí nữa chúng ta sẽ phân tích, chúng ta mới thấy rằng từ cái anh tham lam, sân hận và si mê đó, ảnh biến tướng ra vô cùng. Mà nếu chúng ta không có những cái cách mà trừ dẹp, thì chúng ta sẽ cứ bị nó lôi cuốn. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta hành minh sát tuệ đó, thì chúng ta phải biết cái cách gọi là trì giới. Trì giới là gì? Trì giới là chúng ta đã từng học rồi đó. Là một người Phật tử, chúng ta có những cái giới luật nó nghiêm minh, mà chúng ta luôn luôn sống trong cái giới luật đó, chúng ta sẽ trừ được những cái điều phiền não của thế gian nó đến với mình. Bởi vì thật sự đó, tất cả những cái điều phiền não hay nọ kia nó cũng đến từ những cái chuyện tham lam, hoặc là cái chuyện mà cướp giật, hoặc là cái chuyện dối trá, hoặc là chuyện tà dâm, hoặc là chuyện nghĩa là nói năng, hoặc là cái chuyện sát sinh hại vật, nó cũng nằm trong cái đó mà thôi. Cho nên cái trì giới đó, nó giúp cho chúng ta đi vào đúng hướng của một cái người Phật tử. Và muốn trì giới mà được nghiêm tịnh đó, thì chúng ta phải tu thiền định. Chúng ta phải tu thiền định. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta tu thiền định rồi đó, thì chúng ta phải có cái thiền tuệ nó mới phát triển. Tu thiền tịnh chỉ là một cái cách để mà chúng ta nhiếp tâm. Thì khi mà chúng ta thực hiện được những cái điều như vậy hàng ngày đó, thì chúng ta mới tránh được cái tham lam. Cho nên Đức Phật nói đó, cái tham lam đó, cái tội, tội thì nhẹ. Tham lam thì nhẹ đó. Nhưng mà nó khó dứt lắm, bởi vì nó theo con người mãi mãi. Cho nên muốn dứt cái tham lam đó là nó dai dẳng vô cùng. Thì Đức Phật nói rằng cái sân hận thì tội nặng lắm, nhưng mà nếu ai thấy được cái sân hận mà tu chứng thì dứt điểm ngay lập tức. Ví dụ như là mình đương giận, giận dữ, nhưng mà khi mình xả được cái giận đó là con người của chúng ta nó bình an trở lại như thường, tức là gió yên biển lặng như thường. Cho nên sân hận tội là nặng, nhưng mà nếu ai dứt được thì nó rất là bình an. Còn đối với cái si mê đó thì nó là một cái tội rất là nặng và nó khó dứt bỏ. Bởi vì cái si mê mà muốn dứt bỏ đó thì chúng ta phải vào những cái trường như thế này nè, thì mới học được từng bước, từng bước, từng bước. Chứ còn nếu không đó, là chúng ta sẽ si mê suốt đời. Bởi vì cái si mê này mà Đức Phật nói không phải là một cái người mà bác học, hay là một cái người mà gọi là thông thiên đặc địa lý mà gọi là không si mê đâu. Cái sự si mê mà Đức Phật gọi đó, nó giống như là một cái sự vô minh. Cái vô minh, thật sự mà nói đó, là nhiều cái ông mà được gọi là nhà bác học hay là giải Nobel hòa bình chứ hả, vô minh vẫn là vô minh. Bởi vì sao? Bởi vì cái si mê và cái vô minh đó, nó kéo con người đi vào cái đọa lạc của tam đồ ác đạo. Chứ không phải là mình gọi si mê là mình không biết gì nọ kia, gọi là si mê đơn giản như đó. Cho nên thưa với quý vị, học Phật chúng ta mới thấy được cái bất quan trọng vô cùng
Và cái ái dục đó, nó làm cho con người hết sức là đau khổ ở trong một cái tham ái. Có một cái câu chuyện là một cái người cạo tóc đi vào trong hoàng cung. Mà khi vào trong hoàng cung đó, thì ông ta mới dẫn cái người con trai của ông lúc đó mới 18 tuổi bước vào trong hoàng cung. Và khi mà cái người này bước vào trong hoàng cung đó, thì cái giai cấp của những người mà đi làm những cái công việc là cạo đầu đó, là cái giai cấp thứ ba, Hủ Đà La, những cái giai cấp thấp mà họ đi vào trong hoàng cung là đó là cái nơi mà gọi là cái giai cấp sắc đế lợi, tức là cái giai cấp cao hơn. Cái giai cấp cao nhất là Bà La Môn. Còn cái giai cấp thứ hai sắc đế lợi là vua chúa quan quyền. Thì gặp một cái cô gái này là một cái công nương rất là đẹp. Thì anh ta bắt đầu yêu mê mẩn, yêu vô cùng, nghĩa là mới thấy thôi. Bởi vì cái nguyên tắc á, là không được đụng chạm, không được nghĩa là dưới cái bóng của cái người đó mà mình đi ngang qua cũng không được. Nhưng mà cái tình ái đó, nó bắt đầu nó nổ lên, khiến cho cái anh này chết mê chết mệt. Và anh ta khi trở về nhà đó, anh ta đau khổ và anh ta muốn chết. Thì cái điều mà anh ta muốn chết như vậy đó, thì cái người cha đó phải đi tìm thuốc mang và gặp những vị thầy mới nói rằng người con của tôi đã đi vào đó và bị cái bệnh tương tư như vậy mà chết, mà muốn chết như vậy. Thì các thầy mới bắt đầu nghĩa là ngồi lại để mà nói đến cái tình ái mà khiến cho con người phải suy mê như vậy, phải có thể đem cả cái thân mình vì cái yêu thương như vậy mà chết. Thì khi đó Đức Phật đi ngang qua và Ngài mới nói rằng quả thật con người vì cái tham ái mà có thể biến mình như là một cái sung rụng si mê. Bởi vì chúng ta đã vì một cái si mê mà chết đi đó, thì nó chưa hẳn sẽ trở thành một con người tốt đẹp hơn. Bởi vì nó là một cái si mê bởi cái tình ái, bởi cái ái dục, thì nó sẽ trôi lăn trong cái ái dục. Mà nếu chúng ta ở trong cái tâm trạng của kẻ ái dục mà chết vì ái dục, thì ngàn đời chúng ta sẽ sinh ra những cái loài súc sanh vì cái ái dục, như là dê, như là gà, như là chuột chẳng hạn. Cho nên thưa quý vị, chúng ta biết được như vậy đó, chúng ta thấy được như vậy đó, chúng ta mới sợ cái cuộc đời này. Chúng ta mới biết được cái nguy hiểm mà nếu chúng ta đi không khéo nó vướng vào trong một cái luân hồi, thì ngàn đời chúng ta sẽ không bước ra được. Cho nên đó, khi mà chúng ta tu cái tâm gọi là minh sát tuệ, chúng ta sẽ có cái tâm nó trong sạch. Và khi cái tâm nó trong sạch đó, thì cái đại phước lớn nhất là cái đại phước cho bản thân mình, là mình sẽ không làm những cái điều tội lỗi, mình không có những cái phiền não, mà mình được an vui trong cái đời sống của ngày hôm nay và của ngày mai. Cái điều mà chúng ta minh sát tuệ, mà chúng ta tu hành một cách chính chắn và chúng ta nghiên cứu một cách cẩn thận, chúng ta không bị dễ vui, không bị phóng dật. Cái điều này nó quan trọng lắm. Cái chữ phóng dật, cái chữ dễ vui đó, có lẽ là quý vị phải nghiên cứu lại. Chúng ta không có giờ để mà nói nhiều, nhưng mà phóng dật và dễ vui đó, nó là một cái hành động mà chúng ta không có nỗ lực. Mà không có nỗ lực, chúng ta cứ cho nó chạy qua cái cuộc đời này, gọi là sống qua ngày mà chờ qua đời. Mà nếu như vậy đó, chúng ta sẽ không có những cái bước tiến khác. Và vì vậy mà không có cái dễ vui và không phấn dật, là bởi vì chúng ta hiểu được lúc nào có người sinh ra đời là chúng ta đã mang cái băng án rồi. Quý vị cùng với chúng tôi ai cũng mang băng án không? Tức là chúng ta phải tử. Chúng ta sinh ra là chúng ta phải biết rằng chúng ta có cái tử chứ đâu có phải chúng ta sinh ra rồi ai chết là khác chứ không phải là tôi. Cho nên nếu mà chúng ta không biết niệm tử, chúng ta không biết suy nghĩ về cái tử đó, thì chúng ta dễ dàng lo sợ khi mà chúng ta đụng những cái chuyện đặc biệt là cần tử nghiệp. Do đó chúng ta phải quán cái thân này nó có thể rã rời, nó có thể trả về với đất nước gió lửa. Mà vì vậy khi mà những cái người mà gọi là niệm
chuyển tử đó, tức là suy nghĩ, gọi là luôn luôn mà mình nghĩ đến cái chuyện mà cuộc đời này nó không tồn tại đó. Con người nó sống thoải mái đó, bởi vì chúng ta không có ôm ấp, chúng ta không có tham lam, bởi vì chúng ta có tiền của, chúng ta dễ dàng cho ra, hay nói đúng hơn là dễ cho chúng ta chia sẻ và bố thí. Bởi vì khi mà chúng ta không dễ vui phóng dật thì chúng ta niệm tử là chúng ta biết được cái cách mà chúng ta sống, và chúng ta sống tốt hơn, chúng ta sống lành mạnh hơn. Và dĩ nhiên là chúng ta có cái điều kiện hành trì giới định huệ. Và khi mà chúng ta hành trì được giới định huệ là cái việc mà chúng ta nghĩ trong đầu á, là lúc nào chúng ta cũng muốn đem những cái điều tốt đẹp để dâng lên những cái bậc, nghĩa là cao cả, để mà cúng dường cho những vấn đề cao thượng. Bởi vì cái phước cúng dường vấn đề đó đó không phải là các ngài cần chúng ta cúng dường, mà cúng dường đó chính là cái tâm xã của chúng ta được phát khởi. Khi mà chúng ta cúng dường tối thượng, chúng ta làm những cái việc gọi là hành đạo tối thượng, và thành đạo tối thượng là những cái đặc ân của mỗi một con người. Cho nên cái điều này chúng ta phải lưu ý nha. Các thầy mà đi khất thực á, tức là các vị sư năm tông mà thường đi khất thực á, nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng rằng mấy thầy đó cứ mỗi buổi sáng á, là bưng cái bình bát đi khất thực, ai cho gì thì lấy, đem về ăn, đem về, nghĩa là ngọ trai, thọ trai. Nhưng mà cái công việc của các thầy đó không phải là cho các thầy ăn đâu. Các thầy có tay, có chân, có đủ trí tuệ mà đâu có phải là không làm ra của cải để mà ăn mà sống. Nhưng mà cái công việc của mỗi một cái vị khất thực đó, quý vị phải biết rằng các ngài làm cho chúng sanh. Bởi vì khi mà một vị khất thực tới cái nhà đó đó, là muốn cho cái nhà đó kiếp này và kiếp sau được giàu có. Phải nhớ như vậy. Tu học Phật là mình phải biết rằng khi mà một vị xuất gia đến một cái nơi nào đó để mà khất thực, đồng nghĩa với cái người đó đến để mà trao cho cái người, trao tặng vật phẩm, một cái gia tài cho hôm nay và ngày mai. Cho nên Đức Phật bưng mình bắt đi khất thực là bởi vì ngài muốn hóa độ cho chúng sanh đừng tham lam bỏng sản. Mà không tham lam bỏng sản có nghĩa rằng người đó kiếp này đến kiếp khác giàu có và an lạc. Cho nên thưa quý vị, đáng được gọi là cúng dường đó là chính chúng ta làm cái việc đó. Và nếu chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta thoát đi cái phiền não của kiếp này, đắc đạo trong tương lai. Và chúng ta sẽ có những cái quả trong đời này đủ duyên lành để cho kiếp tới chúng ta mới gặp được Phật Pháp trở lại. Tất cả quý học viên đã từng đến chùa, đã từng học Phật, mình đã bỏ biết bao nhiêu công lao để mình cố gắng nỗ lực trong tâm thức của mình để cho con người của chúng ta nó xả đi bớt những cái ác nghiệp và mang vào những cái thiện nghiệp. Không lẽ để đời tới mình sinh ra một cái nơi chốn mà cái nơi đó là một cái nơi mà không có Phật Pháp, nơi đó là cái nơi mà đọa lạc, nơi đó là cái nơi mà thù hận với nhau, nơi đó là cái nơi mà con người sống với nhau, tìm mọi cách để sát hại với nhau. Thì chúng ta tu để làm gì? Thưa quý học viên, mình đừng có nói chi xa, ví dụ như cái đời này đó, mình đã tu hành, mình đã cố gắng nỗ lực như thế này. Rồi ít bữa nữa là mình thoát ra khỏi cái thân này, mình sẽ đầu thai vào một cái người Palestine hay là một người Hồi giáo khủng bố, thì nó còn cái nghĩa lý gì? Thành thử ra chúng ta phải nguyện đời này và đời sau cũng như đời tiếp theo chúng ta đủ duyên lành trong Phật Pháp để chúng ta có thể đắc quả hạnh phúc lớn, hay là chúng ta trở thành một con người cũng đầy đủ cái mạng căn. Thì đó là cái điều mà chúng ta mong đợi. Vậy thì thưa với tất cả quý vị, bây giờ trở lại với cái chuyện mà chúng ta nói về tâm này. Hồi nãy giờ là chúng ta chỉ nói về cái
cái mặn mạch của chúng ta. Chúng ta phải dứt trừ phiền não như vậy. Còn bây giờ chúng ta nói về cái tâm này. Đạo Phật là đạo mà thường thường nói về cái tâm. Bởi vì tâm, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói một cách hết sức là rõ ràng như vậy. Tức là tất cả cái cuộc đời này, vũ trụ sân hà đại địa to tát đến đâu đi nữa, nếu không có cái tâm không có tất cả. Cho nên cái tâm đó, nó có một cái sự kiện mà chúng ta phải thấy rằng cái tâm là cái biết. Cái tâm là cái biết. Bây giờ chúng tôi nói một cách cụ thể như thế này đó. Quý vị nấu canh. Nước là cái biết. Nước là cái biết. Tức là nấu bất cứ loại canh nào cũng phải có nước. Bây giờ nấu canh chua đó, thì chúng ta bỏ chanh, bỏ me. À, nấu canh mà ngọt thì chúng ta bỏ đường. Nấu canh khoai thì chúng ta bỏ khoai. Nấu canh cải chúng ta bỏ cải. Nhưng mà tất cả đều cần phải có nước mới gọi là canh. Không có nước không gọi là canh. Vậy thì cái tâm là cái biết. Nhớ như vậy đó, cái tâm là cái biết. Nhưng mà cái tâm nó không có gì cả. Nó là một cái biết đơn thuần thôi. Nó là một cái sự hiểu biết một cách hết sức là đơn thuần. Nhưng mà cái tâm đó, nó phải có những cái tác động. Cái tác động đó, nó làm cho cái tâm này phải biến hành. Bởi vì sao? Bởi vì người ta gọi là cái thức đó, nó phải cảm ứng bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mặt nai thức và lại gia thức. Cho nên khi mà cái tâm nó biến hành đó, thì nó phải có một cái gì đó đằng trước của con mắt để mà con mắt phải thấy. Nhưng mà con mắt nó thấy đó, cái hình ảnh đó, tức là chúng ta thấy gọi là nhãn thức, nhãn căn là con mắt của chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy đó, thì chúng ta mới hiểu được cái hình ảnh đó nó đập vào con mắt của chúng ta. Nhưng mà cũng chỉ là cái hình ảnh đó với con mắt đó mà nó chưa có một cái tác ý. Tức là khi chúng ta thấy một cái bông hoa nó tươi đẹp, chúng ta nhìn thấy cái hoa đó nó đỏ và nó rất là mỏng manh dưới cái ánh mặt trời, thì chúng ta thấy là cái bông hoa đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi chúng ta thấy đó, nó chưa phải là cái tâm. Chúng ta thấy là thấy mà thôi. Nhưng mà nó cộng vào với rất rất nhiều cái tâm sở. Tức là cái mà nó liên hệ trực tiếp với cái chuyện đó. Tức là cái thành tố mà nó cộng vào đó, nó giúp cho cái đó nó trở thành một cái tâm. Ví dụ là chúng ta thấy được cái bông hoa đó, rồi chúng ta mới sinh ra những cái ý. Mà sinh ra những cái ý là bây giờ chúng ta muốn cắt cái hoa này. Cho dù chúng ta có nghĩ thiện đi nữa là cắt cái hoa này cũng Phật. Hay là chúng ta nghĩ trung tính là chúng ta cắt cái hoa này để cắm trên bàn chơi thôi. Hay là chúng ta thấy cái hoa này nó thơm, chúng ta ngắt cái hoa này. Thì cái tâm này nó nương vào sáu cái căn. Cái tâm này nó phải nương vào sáu cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rồi cái tâm này đó, nó mới có những cái trần cảnh ở ngoài. Rồi khi cái tâm mà nó nương cái căn và cái trần cảnh ở ngoài đó, thì nó mới bắt đầu cộng với những cái tâm sở, tức là cái ý muốn. Mà cái tâm sở này đó, khi mà quý vị đã nghiên cứu về Atidàm, hay là quý vị nghiên cứu về cái vấn đề mà di thức học đó, thì nó muôn vào. Bởi vì nó sao? Bởi vì nó có những cái gọi là tâm, là cái mà nhắm tới, rồi tứ, rồi cái mà mình trực diện, rồi nó có những cái gọi là thắng giải, tức là mình phải dứt khoát có muốn lấy hay không lấy, rồi nó có một cái gọi là cần thiết để mà mình thu hồi cái điều đó, rồi nó có cái hỷ, thích hay không thích, rồi nó với ưng để mình ngắt hay là không ưng để mình ghét. Đó là cái tâm sở, nó đi với cái tâm đó, nhưng mà cái đó cũng chưa hoàn tất đâu. Nó cũng chỉ mới là nảy ra trong một sát na. Chỉ trong một sát na mà nó đã biến
từ cái tầm, cái tứ, rồi cái thắng giải, rồi cái định, rồi cái hỷ, rồi cái dục. Nhưng mà cái tâm sở đó nó mới là vươn lên trong cái đầu óc của chúng ta mà thôi. Cho đến khi nào mà nó mới cộng lại, ồ, cái bông hoa này nó đẹp thiệt là đẹp nha, đem về mình để trên cái bàn của mình thì tuyệt vời, thì bắt đầu nó sinh ra một cái tâm sở thứ hai, đó là thọ. Cái mà mình ưng đó, à, rồi mình tưởng tượng là cái bông hoa đó nó đem vào trong cái căn nhà của mình thì nó đẹp như thế nào. Rồi mình mới bắt đầu suy nghĩ là cái tư. À, rồi nó mới bắt đầu nó có cái mạng căn định và tác ý. Từ cái tác ý đó, nó mới gộp lại hết tất cả cái điều đó. Thì nó mới có cái hành động là mình bẻ cái hoa đó. Thành thức tôi nói thật sự nó không, bữa nay mình không có chủ yếu là giảng về cái Atidàm hay là chúng ta không nói thẳng về cái vấn đề tâm thức. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy để cho tất cả các học viên thấy rằng một cái tâm của mình nó biến hành á, nó không đơn giản là cái tâm. Thành thử ai mà cứ nói rằng tu tu tâm, biết cái tâm ở chỗ nào mà tu? Ai biết cái tâm chỗ nào mà tu? Thành ra đó, nếu mà chúng ta không chi tiết thì chúng ta sẽ không thấy cái tâm nó đi với cái gì. Bởi vì thực sự mà nói đó, cái tâm là một sự tổng hợp của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ấy, chứ không phải một cái đâu. Rồi nó cộng với 13 cái tâm sở, mà 13 cái tâm sở đó chỉ là một cái hành động đơn giản trong một sát na. Thành ra đó, cái tâm nó biến hành như vậy. Mà khi cái tâm nó biến hành như vậy rồi đó, thì chúng ta mới biết gọi là tu tâm thì phải làm thế nào để cho cái thọ tưởng tư, để cho cái mạng căn tác ý nó đừng có hoạt lên. Chứ đâu có phải là muốn tu tâm là tu như thế nào. Và vì vậy đó, mà chúng ta nhìn vào một cái hành động, ví dụ là một người thanh niên nhìn vào một người phụ nữ, thì cái vấn đề đầu tiên là họ có cái tầm, tầm tứ, tức là con mắt họ nhìn vào và cái mũi của họ nghe cái mùi hương, à, và cái tai của họ xúc động, thì tất cả những cái tâm sở đó nó hoạt động một lần. Cái vấn đề chính yếu là cái tầm tứ, họ muốn mong cái người đó nó phải là cái người thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là cái người đó mình phải được chiếm hữu. Cho nên những cái vấn đề này đó, nó liên tưởng rồi mình nghĩ rằng cái người đó mình đem về nhà sẽ là một cái người trong gia đình của mình, người vợ hay là người yêu của mình. Rồi mình tưởng tượng sau này sẽ là cái người đó đẻ con, đẻ cái. Mình suy tưởng ra cái người đó sẽ phục vụ trong gia đình tốt đẹp. Và dĩ nhiên cuối cùng là mình đi đến một cái hành động quyết định là mình cùng với cái người đó sẽ song hành trong cái cuộc đời này. Đó, cái tâm nó dẫn như vậy. Cho nên bất cứ một cái hành động nào cũng do cái tâm nó tạo tác. Bất cứ một cái chuyện đơn giản như là quý vị học viên đi trên shopping, bây giờ mình thấy một cái món đồ ngon, à, ví dụ như là mình thấy một cái món kẹo nó đương bán ở tại chợ, thì cái việc đầu tiên là mình phải dùng con mắt mình nhìn, mình phải cảm giác và mình phải có cái tưởng tượng rằng cái kẹo này nó ngon lắm, à, rồi tất cả những cái tâm sở đó nó biến hành, nó mới tác ý để mà nó làm cho mình muốn có một cái hành động. Cho nên thưa quý vị, cái biệt cảnh tâm sở mà hồi nãy chúng tôi nói đó, tức là cái tầm cái tứ đó, nó đi với những cái tâm sở mà chúng ta đã có được gọi là biến hành. Từ cái biệt cảnh là cái tâm sở mà nó dính vào cái con mắt của mình, cái miệng của mình, cái lưỡi của mình đó, nó biến thành cái nhất thể tâm, biến thành tâm sở đó. Nó đi vào một cái hành động mà cái tác ý của mình ra một cái hành động đó. Thành ra đó, nói về tâm, đừng có bao giờ mở miệng ra là mình nói là tu tu tâm mà không biết tu cái gì. Vậy thì bây giờ mình tu tâm là tu cái gì? Tu tâm, việc đầu tiên á, là mình phải dùng cái trí tuệ của Đức Phật đã cho chúng ta chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Tất cả những cái điều đó là nó nằm ở trong vấn đề của nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Và nếu mình không ở trong một cái chính xác như vậy đó, là nó sẽ dẫn mình đi. Bởi vì cái biết nó đơn thuần là một cái biết thôi, nhưng mà do duyên nó có mặt, nó biến
từng giây từng phút vậy đó. Cho nên cái tâm của mình nó giống như là một cái đốt, một cái chấm vậy đó. Nó biến hết cái nọ, nó biến hết cái kia, nhưng mà nó nằm hoàn toàn những cái đó, nó nằm ở trong cái gọi là cái mật na thức. Và cái đó là cái kết quả của chúng ta sinh ra trong cái cuộc đời sau này, tốt đẹp, giàu có hay là nghèo nàn cũng do cái điều đó. Nó cứ nó biến rồi mất, nó từng sát na biến dịch như vậy, nó từng sát na biến dịch như vậy. Nó là một cái dòng chảy mà người ta gọi là dòng chảy luân hồi của chúng ta. Cho nên Phật giáo không bao giờ chấp nhận có một linh hồn. Phải nhớ vậy. Phật giáo là nói đến cái duyên và cái duyên khởi, không có một linh hồn. Bởi vì gọi là linh hồn á, thì nó là linh hồn bất biến mà người ta gọi là thường kiến. Tức là ngày hôm nay anh như thế nào, chết đi ngày mai anh cũng như thế đó. Ngày hôm nay anh là vua quan, chết đi anh sẽ là vua quan. Ngày hôm nay anh là hoa hậu, ít bữa nữa cô chết đi cô cũng trở thành hoa hậu. Hôm nay mình là người nông dân, ít bữa nữa mình chết đi, cái linh hồn đó là một người nông dân bất biến. Điều đó Đức Phật không bao giờ chấp nhận. Dĩ nhiên không chấp nhận thường kiến thì không chấp nhận đoạn kiến. Đoạn kiến là trên đời này mình sống, chết, thôi, không còn gì cả. Và cái đoạn kiến chính là cái điều mà đã gây tai hại cho cuộc đời này. Bởi vì mình sống mình đâu có cần cái gì đâu, đâu có nhân quả, đâu có luân hồi đâu. Mà không nhân quả, không có luân hồi đó, thì chúng ta sống cho đã, rồi chết thì hay. Do đó đó, cái đoạn kiến và thường kiến, hay nói đúng hơn là cái linh hồn hay là không linh hồn, tất cả điều đó Phật giáo đã phủ nhận. Và Phật giáo chỉ nói đến cái duyên khởi của con người, chính là cái tâm này này. Chính là cái tâm này này. Cái tâm này nó từng sắc na, từng sắc na, từng sắc na. Mà nó gặp được đủ duyên thì nó trở thành. Ví dụ như cái ngón tay của mình mà bấm cái đờn. Cái tiếng đờn và cái ngón tay mình nó phát ra cái tiếng. Vậy thì cái tiếng đó do ở đâu? Cái tiếng đó là do cái ngón tay mình bấm vào tiếng đờn và cái khải của chúng ta nó ra tiếng đờn. Nhưng mà đó là cái hiện tướng mình nói thôi. Chứ còn để nó ra một cái tiếng đờn đó, nó có hàng tỷ những cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì không có cây làm sao ra cái đờn, không có sắt làm sao ra dây đờn, không có cái con người của chúng ta làm sao có cái tiếng âm thanh ra đờn. Thành thử những cái tỷ duyên đó được gọi là những cái chấm phết liên tục mà người ta gọi là cái luân hồi, luân chuyển và cái nghiệp duyên của chúng ta nó ra từng đó. Thành thử cái người học viên của chúng ta khi biết được cái điều đó rồi đó, thì dứt khoát là chúng ta hành động từng giờ, từng giây, từng phút đều là phải tâm thiện. Chứ còn nếu mà cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ khiến cho chúng ta ở trong cái vòng lẩn quẩn của luân hồi. Bởi vì chúng ta có những cái tâm bất thiện, ví dụ như là chúng ta nói là 14 cái tâm bất thiện gọi là si này, vô tàm, vô quý này, trậu cử này, tham lam, tà kiến, mạng, sân, tật, sân, hối này, hôn trầm, thủy miên, nghi ngờ chẳng đầu đó, thì đó là những cái tâm bất thiện. Vậy thì bây giờ gọi là cái tâm bất thiện như vậy, mình cần phải loại bỏ thì mình phải có những cái nó thay thế. Mà cái nó thay thế gọi là tâm thiện. Tâm thiện gồm có tính nè, niệm nè, tàm nè, quý nè, vô tham, vô sân nè, trung tính nè, rồi nó có khinh ăn, nó nhất quyết, rồi nó có những cái gọi là thích ứng trong cái tinh luyện hay là chánh trực. Thì đó là 19 cái tâm thiện mà chúng ta thường nghe hàng ngày như vậy. Cho nên quý vị phải thuộc cái điều đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không thuộc đó, chúng ta sẽ làm sai. Thành thử ra thay vì là thiện mà chúng ta là đi thành bất thiện. Thay vì tàm thì mình là vô tàm. Quý thì mình là vô quý. Tàm tức là cái điều mà mình làm mà mình cảm thấy là hổ thẹn chính mình. Mà khi mình biết rằng có hổ thẹn chính mình thì mình không dám làm. Mình muốn lấy cái đồ của người ta đó. Mình muốn lấy cái đồ của người ta đó. Nhưng mà cái tâm của mình nó gọi là tâm tàm đó. Mình nghĩ ngay lập tức, người ta có đồ, người ta tiếc lắm. Mình lấy đi, người ta đau khổ lắm. Thì tự nhiên mình xấu hổ, mà mình không làm. Quý như vậy, khi mà mình thấy người ta làm, mình thấy những cái chuyện đó, mình hổ thẹn cho chính mình, thì mình không vươn vào. Thành thử ra, chúng tôi chỉ nói một cái cách nó đơn giản là bởi vì chúng ta không có giờ. Tuy nhiên, chúng ta nói như vậy để chi? Để thấy được là con người của chúng ta nó cần phải có những cái điều mà chúng ta học vào càng sâu những cái lớp này thì
chuyên sâu vào một chút xíu nữa, đặc biệt là cái semester thứ hai, chúng ta sẽ nói rõ và quý học viên sẽ đi từng mục để mà chúng ta thấy cái mạng căn tác ý của chúng ta lúc nào nó cần phải có được 19 cái tâm thiện, gọi là tâm sở thiện, nó gắn liền với cái tác ý của chúng ta. Còn nếu không á, chúng ta dễ bị cái tâm bất thiện, 14 cái tâm sở bất thiện nó lôi cuốn chúng ta, nó làm cho chúng ta luôn luôn ở trong cái si mê và đi vào cái luân hồi và khổ não đời đời. Cho nên cái biệt cảnh tâm sở nó quan trọng để mà nó biến hành tâm sở, nó dẫn dắt chúng ta vào luân hồi đó, thì chúng ta phải có cái cách để mà trừ khử. Mà muốn có một cái cách trừ khử đó, không có một con đường nào khác hơn là chúng ta phải trở về với chánh niệm. Nó đi nó lại cũng cần phải trở về với chánh niệm. Bởi vì khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được từng hành động của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta muốn lấy một cái gì đó của người khác, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta muốn thấy cái đồng hồ của ai để đó, ví dụ cái đồng hồ này đáng giá 1.000 mà bây giờ mình cần 1.000, bây giờ thấy người ta lơ lỏng thì mình muốn lấy cái đồng hồ này về mình bán, có thể là mình có được 1.000 đồng. Mình có được 1.000 đồng đó thì mình có thể giải quyết được những vấn đề mà mình cần thiết. Cái tâm là cái tâm bất thiện nó nghĩ như vậy. Còn khi mà mình khởi lên cái tâm như vậy rồi thì cái tâm thiện nó chặn lại, cái tầm quý nó chặn lại, nó rằng là lấy cái này thì người ta mất, lấy cái này thì người ta đau khổ. Mình lấy cái này là mình biết rằng khi mình lấy cái này là có 1.000 đồng thôi, nhưng mà cái quả của mình sau này sẽ trả 10.000 đồng được. Cái quả 10.000 đồng. Vậy thì không có ai mà học Phật mà ngu dại đi đổi một cái 1.000 để mà lấy là thua 10.000. Cho nên cái dây bí nó có một cái trái bí, nhất là cái mùa Tết này chúng ta thấy cái trái dưa hấu nó to. Thật sự cái trái dưa hấu nó to như vậy mà cái dây cái dưa hấu nó có chút xíu à. Mình thấy cái trái dưa hấu đó, mình ôm ấp cái trái dưa hấu đó, mình tưới nước cho trái dưa hấu đó, mình bón phân cho trái dưa hấu đó, mình là người không có trí tuệ. Bởi vì mình thấy cái của cải nó to như vậy đó, nhưng mà thật sự cái của cải nó to đó, nó không phải là do cái to của cái trái đó, mà nó do từ cái gốc của cái cây. Nó do từ cái gốc của cái cây. Bởi vì cái dây đó đó, mà nó có nước, nó có phân, nó có sự chăm sóc á, thì nó vừa ra được cái trái dưa hấu nó to. Còn nếu mà cái dây đó mà nó không có đủ nước á, thì cái trái này nó cũng héo mà thôi. Thành thử đó, cái người trí không phải ôm ấp cái kết quả bằng cái hiện vật, mà chúng ta phải đi từ cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đó là gì? Cái nguyên nhân đó là chúng ta phải thực tập những phương pháp để hành trì hàng ngày. Mà cái hành trì của chúng ta nó đơn giản, của một cái người Phật tử là thập thiện thôi. Dù muốn dù không gì nữa, nó thập thiện giới nó cũng chỉ bao nhiêu mà thôi. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu được tu thập thiện, cái giá trị của tu thập thiện nó làm cho chúng ta giàu vô song. Bởi vì sao? Bởi vì cái giàu và cái nghèo ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy chung quanh bạn bè của chúng ta, ông bà anh em của chúng ta, người thì giàu nứt đổ, người thì nghèo không có bánh tát mạng tí. Vậy thì tại sao như vậy? Thượng đế sinh ra con người không lẽ là để cho con người có những cái giai cấp khủng khiếp như vậy hay sao? Thành thử ra khi mình nhìn như vậy rồi đó, thì mình biết rằng cứ người có phước thì luôn luôn có được một sự giàu có. Và dù rằng bây giờ chúng ta chưa giàu có, nhưng mà chúng ta biết rằng mình phải tạo cái phước. Mà mình tạo cái phước á, mình sẽ giàu có bây giờ và giàu có mai sau. Cho nên tu thập thiện đó, thực tế mà nói, tu thập thiện là thân, ý và khẩu. Bây giờ chúng ta làm gì đi nữa thì thập thiện nó là cái bước tiến làm cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện. Chúng ta chưa nói đến những cái vấn đề mà ở trong cái tầng cao hơn của Niết Bàn, hay là vô dư Niết Bàn, hay là trở thành những cái bậc hữu học hay là vô học, mà chúng ta trở thành một con người trong cái hoàn cảnh của chúng sanh. Thành thử ra
Khi mà chúng ta đã biết được như vậy rồi đó, thì trở lại với cái vấn đề mà tâm của chúng ta biến hành được, cũng phải có được một sức khỏe tốt đẹp. Mà hồi nãy chúng ta cũng đã từng nói đó, Ngài Kim Cang Tử cũng đã từng nói rằng cái điều mà tài sản lớn nhất là trí tuệ, và dĩ nhiên là có sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không có sức khỏe đó, chúng ta không đủ minh mẫn để có được trí tuệ. Mà sức khỏe, chúng ta phải có trí tuệ để biết cái sức khỏe đó nó như thế nào. Không phải là chúng ta vì cái sức khỏe mà đụng đâu thì chúng ta ăn đó. Bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể nuôi cho cái thân này nó lớn. Mà sức khỏe đối với Phật giáo, nó là một cái sự cân bằng trong cái trí tuệ. Do đó đó, chúng ta phải giữ cái thân tâm nó được an lạc, thì cái sức khỏe nó mới được dồi dào. Bởi vì tham lam, sân hận và si mê là ba cái chất độc đó, không những nó làm cái tâm của chúng ta nó hủy hoại, mà nó làm cho cái sức khỏe của chúng ta nó cũng biến dịch. Bởi vì chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta nó có hai cái não. Trên cái não bộ của chúng ta nó có cái não trái, não phải. Cái não bên trái đó, nó là cái xử lý tất cả những cái loại mà hồi nãy chúng tôi vừa nói đó. Cái não bên trái của chúng ta đó, nó biến dịch, nó trở thành biệt cảnh tâm sở, và nó biến hành tâm sở. Cho nên đó, tất cả những cái sự kiện mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, à, nó là tiền nhãn căn đó, nó đi vào trong con người của chúng ta, cho nên nó biến làm cho con người của chúng ta lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc thì nghĩa là thoải mái, lúc thì hỉ nộ ái ố dục lạc. Cho nên cái não trái của chúng ta đó, nó bị những cái tình cảm, những cái cảm xúc đó nó căng thẳng. Và vì vậy cái bệnh khổ thật sự mà nói đó, nó chi phối lên cái não trái của chúng ta. Cho nên cái người nào đó mà lo nghĩ, mà phiền muộn, mà âu lo, mà tức giận đó, não trái của chúng ta nó không đủ cái oxy, nó không đủ máu, nó sẽ bị ngắn và có thể nó bị stroke. Và khi mà cái não trái mà nó bị stroke đó, cái hậu quả là phía tai mặt toàn thân hay là nửa thân phía trái, phía phải của quý vị đều bị tê liệt hết. Bởi vì cái não trái nó chi phối toàn bộ những cái kinh mạch, những cái thần kinh để mà nó giúp cho tay chân cũng như là những cái bộ phận bên phải của quý vị hoạt động. Rồi vì vậy, người tu chúng ta cần có ngũ căn cụ túc. Ngũ căn cụ túc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đi, đứng, nằm, ngồi đầy đủ, chứ không phải là chúng ta đuôi mù sức khỏe. Và vì vậy chúng ta cần phải có một cái thân thể trắng kiện, cần phải có một trí tuệ, cần phải có một cái sức khỏe, cũng như cần có một cái bộ não nó tinh vi. Và vì vậy đó, cái người tu Phật là cố gắng không cho những cái phiền não nó phát khởi. Mà không cho phiền não nó phát khởi là chúng ta nuôi cái bộ não của chúng ta. Chúng ta nuôi cái bộ não của chúng ta, nó đừng có để cho chúng ta bị stress nè, nó đừng có để chúng ta đau đầu nè, nó đừng để chúng ta nghe là khổ não về những cái thân bệnh. Thực tế mà nói đó, cái chuyện mà chúng ta lại Phật thôi. Mà nếu người nào mà bị bệnh gao đó, lại Phật cũng không nổi nữa. Quý vị tưởng tượng, cái người nào mà bệnh, nghe là bệnh đau lưng nhức mỏi hay là thần kinh tọa, làm sao lại Phật được? Mà không lại Phật, chúng ta không có đủ cái thiện căn. Không đủ thiện căn nghĩa là chúng ta không đủ cái phước. Cho nên cái yếu tố nội tâm là hỷ, lạc, giận, là chúng ta lo lắng, chúng ta buồn sợ, chúng ta khủng hoảng, hay là cái yếu tố nghĩa là ở ngoài là nóng lạnh hay là gió mát, tất cả những cái sự kiện đó nó đều ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta. Đó là cái bộ não của chúng ta. Do đó đó, cái người mà tu Phật là phải hiểu được là cái thân thể này chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó bằng cách gì? Có cái tâm từ bi. Cái người nào mà bình an, cái người nào mà tâm hiền lành, cái người nào mà thoải mái đó, thì cái bộ não của chúng ta nó không bị căng thẳng.
mà không bị căng thẳng đó, thì chúng ta ít bị những cái stroke. Hồi xưa đó, ông Chu Du ở trong Tam Quốc Chí, quý vị nhớ, ông là thừa tướng của bên Tôn Quyền. Chỉ nghe một cái câu nói thách của Khổng Minh Gia Cát Lượng là thừa tướng của Lưu Bị, Đức Phục. Ông ta đã ói máu và ông ta chết ở cái tuổi đời mới có 28-29 tuổi. Mà cái câu chuyện của Tam Quốc Chí nói về Chu Du đó là cái chuyện thật nha, chuyện thật. Thì sau này người ta mới nghiên cứu rằng tại sao mà một người trẻ tuổi như vậy mà có thể chết một cách nghĩa là oan uổng như vậy. Thì thưa quý vị, bởi vì ông ta tức. Khi mà tức lên á, thì cái máu huyết nó xông lên cái não bộ. Và khi mà máu huyết nó xông lên mà nó không đủ cái oxy, nó làm cho tắc nghẽn những cái mạch máu và những cái máu cục, nó dồn lên, nó làm cho bộ não của mình đứng lại và mình có thể bị stroke chết ngay lập tức. Cho nên nhá, mình tu Phật, mình cần phải dùng những cái lời từ ái để mình nói với vợ, với chồng. Trong thập thiện đó, nó có ba cái điều đầu tiên là cho thân là không tham lam, không sát hại, không dâm dục. Đó là thân. Nhưng mà nói về cái miệng đó, là có bốn cái giới mà chúng ta phải lưu ý. Mà cái giới quan trọng là chúng ta phải nói cái lời từ ái. Bởi vì quý vị cứ tưởng tượng trong vợ chồng thôi đó, mà quý vị nói sốc một cái, người vợ mà đương cho con bú mà người vợ tức lên nhá, cái bầu sữa của người vợ đó có thể giết đứa con đầu lòng, giết đứa con đồng bú đó. Bởi vì cái tức giận đó nó biến thành một cái chất mà người ta gọi là cái chất tính, nó độc hại như vậy. Cho nên con người của chúng ta nó đầy đủ những cái chất trong người hết đó. Mà khi cái giận dữ nó nổi lên rồi đó, thì cái độc tu lục độ ba la mật là vậy. Lục độ ba la mật là mình phải có những cái trừ khử tham lam bằng cách là mình rộng lượng. Rộng lượng là mình bố thí, mình chia sẻ, mình có những cái gì của mình đó, mình có thể san sẻ với người khác. Bởi vì thực tế mà nói là mình có cái phước, mình mới có tiền bạc, mình mới có dồi dào như thế này. Mà nếu ai cần thật sự đó, cho cuộc sống, sức khỏe của họ đó, mình chia sẻ họ, mình không có hao hụt gì đâu. Mình không hao hụt đâu. Nhưng mà trái lại, mình lại có những cái phước lành, nó giàu có tiếp tục. Cho nên cái rộng lượng á, nó chữa cái bệnh gọi là tham lam. Trong lục độ ba la mật đó nghe, mình không có cần phải nói là cái lục độ ba la mật của những vị Bồ Tát tu chứng lớn lao, mình chỉ áp dụng cho cái cuộc đời bình thường này, mình sẽ thấy rằng nó hay lắm. Trong lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn. Mà cái bố thí đó là cái sự rộng lượng thôi. Cái rộng lượng mình chữa được cái bệnh gọi là tham lam, keo kiệt, bỏ sáng. Rồi, cái người mà hay phạm giới thì bây giờ mình phải cố gắng nỗ lực trì giới. Mình phải đừng có làm những cái việc mà nó tạo ra bao nhiêu những cái tội trước. Bởi vì mình ăn cắp, mình sát sanh, mình hại vật. Cái đó bây giờ hiện tại mình còn đương hưởng phước, mình chưa thấy. Nhưng mà cái điều đó nó làm cho mình đau khổ và chết một cách bất đắc kỳ tử mai sau. Có một cái ông đó, ngày nào ông là ông đồ tể, ngày nào cũng ăn một miếng thịt đùi của con heo, con bò. Thì ông làm thịt từ hồi nhỏ cho đến lớn ra, ngày nào cũng để một miếng thịt đó cho ông ăn. Một bữa nọ đó, ông để cái miếng thịt đùi đó để cho ông ăn buổi tối đó, thì có một cái người hàng xóm họ có khách quý, cho nên họ tới họ nài nỉ bán cái miếng thịt đó, thì bà vợ không bán. Bởi vì bà vợ nói rằng ông chỉ ăn cái đùi này thôi. Do đó đó thì bà vợ đương nói chuyện, nhưng mà người kia là có một cái khách quý, thì nữ đồng nghĩ rằng cái đùi này nó đáng giá 100, bà ta để lại 200 đồng và bà ta xích cái đùi đó đi. Thì cái người vợ đó thấy như vậy rồi cũng không làm gì. Nhưng mà trên cái bữa cơm là không có thịt.
Khi mà trong cái bữa cơm không có thịt đó, thì cái ông ăn ông rất là tức giận, ông xô cái bàn đổ hết cơm canh, rồi ông lấy cái dao giết bò đó, ông ra ngay cái chuồng bò đó, ông kéo cái lưỡi của con bò con đó, cắt cái lưỡi nó, ông vô rửa sạch, ông chiên xào nấu nước để ông ăn, cái kiểu mà dằn mặt bà vợ như vậy đó. Thì ông làm lên một cái dĩa bỏ vào cơm nước rồi ông bỏ chuẩn bị ông ăn. Thì khi mà ông bỏ vào miệng ông ăn á, thì không biết trời xui đất khiến sao, thay vì ông ăn ông cắn thì cái răng của ông nó cắn luôn cái lưỡi của ông, cắn luôn cái lưỡi của ông luôn. Và khi mà ông cắn luôn cái lưỡi của ông đó, mà khi ông giật mình đó, thì máu nó đã chảy đầy hết. Và sau đó thì ông ồ lên những cái tiếng mà đau khổ, và coi như là máu nó chảy ra liên tục như vậy mà không có cách gì cứu chữa. Trong vòng 3 tháng trời như vậy, coi như là cái người của ông nó đổ máu liên tục như vậy, rồi ông ta mới chết. Thành thử ra cái nghiệp chướng nó có thể là xảy ra ngay lập tức, nó nguy hiểm lắm. Thành thử là mình cứ đừng đừng có nghĩ cái chuyện đó mà mình sát sanh hại vật rồi không sao đâu, không sao đâu. Thành thử cái trì giới mình có thể là hạn chế cái mà mình phạm giới. Dù cái người mà có nhiều cái hận thù đó, thì bây giờ mình phải tu cái gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật mà mình chưa có cần phải nhẫn nhục ba la mật, bởi vì ba la mật là cao lắm, mà mình là chúng sanh bình thường thì mình tu cái cảnh hạnh nhẫn nhục. Cái hạnh nhẫn nhục mình phải chấp nhận, mình phải có cái tình thương, thì cái hận thù đó nó quá dài. Chứ còn bây giờ hận thù không bao giờ dùng cái hận thù để mà rửa hận thù, chỉ có tình thương mới xóa được cái hận thù. Rồi tinh tấn ba la mật trị được cái bệnh gọi là cái bệnh giải đãi. Cái bệnh giải đãi, nghe cái tên gọi là giải đãi đơn giản như vậy, nhưng mà nó là một cái cỗ xe kéo lại cái bước tiến của chúng ta. Nó là một cái cản trở, nó là một cái vật cản đường. Cái giải đãi nó sẽ không cho mình tiến lên đến cái quả vị giải thoát. Và khi mà mình muốn cái thiền định á, thì mình trị được cái tâm gọi là cái tâm nhiễu loạn. Bởi vì cái tâm nhiễu loạn á, nếu mà quý vị đã thực hiện những cái buổi thiền quán, quý vị sẽ thấy cái bữa đầu tiên nó nhiễu loạn vô cùng. Mình bình thường mình không thấy, nhưng khi mới ngồi lại là đủ thứ chuyện. Từ cái chuyện trên trời dưới đất, từ cái chuyện Việt Nam cho đến Pháp, từ cái chuyện Mỹ đến chỗ nào nó cũng xả ra. Bây giờ muốn trị cái bệnh tâm nhiễu loạn, cần phải có một cái sự định tâm thiền định. Bởi vì chánh thân đoan tọa, chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước. Ngồi xuống rồi nó mới không có những cái mà nó đến một cách ào ạt trong người của chúng ta, cho nên chúng ta mới định tâm được. Và muốn trừ khỏi cái vô minh, chỉ có cái trí tuệ bát nhã mà. Trí tuệ bát nhã mà. Cho nên bát nhã mới trị được vô minh. Bát nhã tức là cái trí tuệ vô biên. Thành thử ra thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái việc là chúng ta phải sử dụng chánh pháp để trị lành cái tâm thức, để trị lành cái tâm sắc. Và vì vậy đó, chúng ta phải liên tục, bởi vì con người của chúng ta đó, đừng có tưởng rằng cái quyền uy, đừng có tưởng rằng tài sản, đừng có tưởng rằng xe cộ nhà cửa nó sẽ tồn tại muôn đời. Bởi vì con người của chúng ta nó chỉ có giới hạn trong vòng 100 năm. Thưa với quý vị, sáng hôm nay chúng tôi đã đến thắp hương và chia buồn cho cô Lệ Điệp mà ngày trước chúng tôi có cơ hội nói với quý vị đó. Và hôm nay cũng là một cái ngày mà anh Tài Văn Kiến, tức là cái người mà hôm trước cũng có nói trên này đó, là cái ngày hôm nay cũng là cái ngày liệm và ngày mai là ngày quả táng. Rồi ngày mai thì chúng tôi lại đi Sacramento để tưởng niệm và đốt hương quả táng một người huynh trưởng, đó là anh Quản Quý Huỳnh Kim Lân ở tại Sacramento. Rồi ngày mai trở về
thì chúng tôi là đi hộ niệm cho một người bạn hay là một cái người cũng trong cộng đồng, đó là nhà văn Chu Tấn. Thì quý vị thấy không, chỉ có một ngày thôi đó, một ngày thôi là bốn cái đâm tang, một trong một ngày thôi là bốn cái đâm tang mà đi tới đi lui, đi tới đi lui. Đó là những người thân mà mình biết mình thân, còn nếu mà gọi là không biết không thân á, thì cứ một giây như vậy trên quả địa cầu này có vài mạng người đã trở về với cát bụi. Thành thử đừng bao giờ nghĩ rằng cái tài sản quyền uy là của mình. Cho nên á, cái sự tồn tại mà mình không bao giờ chia sẻ đó, rồi cuối cùng nó cũng để lại cho thế gian. Cho nên thưa quý vị, mình cần phải biết cái điều đó để mình tìm mọi cách để mình cùng với mọi người, bởi vì cái chia sẻ nó là cái kỳ quật mà, nó là cái chìa khóa để mà giúp cho mình giàu sang mai sau. Cúng dường bố thí là cái cách để mình có tiền có của mai sau, chứ không phải là bố thí mà quý vị hết tiền đâu. Chúng tôi nói đi nói lại như vậy, không phải là chúng tôi khuyến khích quý vị cứ đem tiền ra bố thí, nhưng dĩ nhiên là bố thí mình cũng phải biết cái cách bố thí đúng chánh pháp. Nhưng mà cái tâm bố thí nó sẽ giảm đi cái sự bổn sản trong tâm hồn của chúng ta. Bởi vì chúng ta đến trên cuộc đời này là bằng hai đôi bàn tay trắng. Và khi chúng ta đi như vậy là cái điều mà chúng ta đi á, cũng hai bàn tay trắng. Nhưng mà chúng ta có thể gánh vác thêm cái nghiệp lực của mình. Nghiệp lực đó là cái trí tuệ mà mình có thể học được ở trường ốc, ở chùa, hay là mình tu luyện, hay là mình nỗ lực làm những cái việc thiện. Hoặc giả như là mình tạo bao nhiêu cái ác nghiệp, mình giật của người ta, rồi mình ăn cướp của người ta, mình làm những cái chuyện nghĩa là trời không dung đất không tha, mình mang cái đó là cái mà mình đem đi đó. Cho mình hiểu được cái điều như vậy, mình mới sống là sống an nhiên, mà chết thì chết tự tại. Mà người sống an nhiên chết tự tại đó thì họ sẽ về cõi lành. Cõi lành là cõi như thế nào? Cõi lành là cõi mà chúng ta sẽ gặp được Phật. Dĩ nhiên là có thể chúng ta gặp được những vị thánh tăng, nhưng mà ít ra chúng ta phải gặp được Phật Pháp. Bởi vì không có cái gì trên đời này giá trị bằng Phật Pháp. Điều đó là cái điều chúng ta phải khẳng định. Nếu mà chúng ta không khẳng định như vậy đó, chúng ta nghĩ rằng có một cái giá trị nào khác, chúng ta sẽ làm cho cái Phật Pháp này nó xuống giá. Không, không bao giờ cái điều đó. Bởi vì Phật Pháp là cái cao thượng vô biên. Bởi vì quý vị cứ mò hết tâm thức của mình, tìm thử cái điều gì mà Phật dạy trái với luân thường đạo lý. Quý vị có thể đọc bao nhiêu cái sách vở của tất cả những tôn giáo lớn, mình tìm ra những cái lỗi của những cái tôn giáo đó đầy dạy ấy. Nhưng mà 84.000 pháp môn của Phật giáo chưa có một cái điều gì được gọi là trái tai gai mắt. Không, hoàn toàn không có cái điều đó. Cho nên cái bí kíp mà chúng tôi chủ trương để đem đến cho tất cả quý vị đó là cái bí quyết của kiếp sống nhân thế hôm nay, để mình mang cái tư lương của Phật Pháp đến cho đời sống mai sau. Bởi vì khi mà chúng ta ra đi là chúng ta xả bỏ tất cả những cái gọi là hiện hữu trên đời này. Chính chúng ta, cái thân xác chúng ta còn xả bỏ. Chúng ta chỉ mang theo một cái được gọi là a lại gia thức, hay đúng hơn là cái nghiệp thức, hay nói đúng hơn nữa là cái quả mà chúng ta đã trồng từ cái dây mà hồi nãy chúng tôi nói đó. Đó là cái dây của cây dưa hấu. Bởi vì chúng ta đừng có ôm cái trái dưa hấu, bởi vì trái dưa hấu đó nó sẽ bị tan hoại. Mà cái dây dưa hấu này nó có thể có cái cơ năng để mà trổ hoa, để mà tạo ra một cái quả lớn hơn như vậy được, nếu chúng ta biết cái cách chăm bón, đổ phân, đổ nước, vân vân. Thành thử ra cái mấu chốt của tình yêu trong cuộc sống nó có thể phát triển khi mà cái khả năng thương yêu của chúng ta đó, cái trái tim của chúng ta nó giàu dạ, cũng như là cái tri thức
nó được huấn luyện bằng những sự nỗ lực để chấm dứt những cái sự suy nghĩ sai lầm. Vì vậy mà khi cái ái nghiệp, tức là cái ái dục của con người đó, nó lên ngôi, nó sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng đi vào cái con đường sanh tử luân hồi. Và cái bài học của ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng dù bất cứ cái giá nào, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để mà tu thập thiện trong cái cuộc đời này. Thì may ra cuộc đời này chúng ta mới có thể thoát khỏi những cái cảnh giới mà cảnh giới đó sẽ làm cho chúng ta không thể vươn lên được. Ví dụ, chúng ta không tu thập thiện thì việc đầu tiên là chúng ta sát sanh hại vật. Khi mà chúng ta sát sanh hại vật, chúng ta chặt đầu, chúng ta cắt cổ con gà con vịt, thì cái nghiệp quả của cái cắt cổ con gà con nghiệp, dĩ nhiên không phải là chúng ta cắt cổ con gà là ít bữa chúng ta biến thành con gà, nhưng mà cái nghiệp thức của cắt cổ con gà con nghiệp, chúng ta có thể gặp những cái hoàn cảnh đau khổ mai sau. Chúng ta làm những cái việc ác ôn như vậy, mai sau chúng ta cũng có thể trở thành một con người không đầy đủ chân tay, con người đau khổ, con người yếu kém, con người mù mờ, con người đuôi mù. Cho nên cái nghiệp của sát sanh nó nặng lắm. Rồi nếu mà chúng ta ăn cắp không có nghĩa rằng chúng ta lấy tiền lấy bạc của người khác, nhưng mà ăn cắp bằng mọi thứ lường gạt của người khác cũng là ăn cắp. Chúng ta làm những cái điều mà phi lý của người mà mình chỉ muốn cho mình cũng là ăn cắp. Mình dùng quyền lực để mà mình bạo lực, để mà mình lấy của người ta cũng là ăn cắp. Mình tham nhũng cũng là ăn cắp. Hối lộ cũng là ăn cắp. Cái điều đó sau này mình phải trả. Mình trả có nghĩa là mình không đủ tiền mình trả thì mình nghèo. Tài dâm là một cái điều mà làm cho gia đình của người ta sức mẻ. Đức Phật không cấm cái chuyện mà giữa vợ và chồng, nhưng mà Đức Phật cũng nói rằng cái hậu quả của vấn đề tài dâm làm cho con người tiêu tan, nhà cửa đau khổ. Và thưa quý vị, biết bao nhiêu cái chuyện ghen tức từ cái chuyện tài dâm đã xảy ra, khiến cho biết bao nhiêu cái não nùng đau khổ. Và cũng vì cái tài dâm mà chúng ta thấy cái xã hội nó loạn lạc. Biết bao nhiêu con trẻ mồ côi ra đời không có cha có mẹ. Biết bao nhiêu cái sự đau khổ, người hận thù bởi vì họ không được nuôi dưỡng bằng cái tình yêu thương của cha của mẹ. Cho nên cái vấn đề tài dâm nó tạo cho cái xã hội đau khổ vô cùng. Đó là cái thân mình phải thực hiện trong thập thiện giới. Rồi cái miệng của mình, cái miệng của mình cần phải nói những cái lời từ ái để mình kéo người ta hòa hợp với nhau, để mình xây dựng cái cuộc sống của người ta. Đừng có nói đâm thọc, đừng có nói dối, đừng có nói những cái lời hai lưỡi để rồi thiên hạ sẽ đâm chém với nhau mà mình ngồi đó cười. Thì điều đó sau này nhiều lúc cái mình sẽ bị nói ngọng, sau này mình sẽ nói những lời mà không ai tin, sau này mình nói ra mọi người chê cười, thì do kết quả của mình đã tạo nên. Cho nên cái thập thiện đó nó giúp cho mình hoàn chỉnh cái cuộc đời này. Và trong cái ý của thập thiện thì nó có ba cái điều mà chúng tôi đã nói từ đầu, chính là tham lam, chính là sân hận và chính là si mê. Và vì vậy, để cho cuộc đời ngày hôm nay được mọi người tôn kính, để cho cuộc đời ngày mai được giàu sang phú quý, chúng ta cần phải nỗ lực tu thập thiện, trì lục độ. Bởi vì trong lục độ đã giúp cho mình giàu có bởi cái rộng lượng để mình chữa được cái bệnh tham lam, sẽ cho mình cái sự sung túc mai sau. Mình trì giới làm cho cái thanh tịnh thân tâm, mình sẽ được phước đức, mình sẽ được đoan trang, mình sẽ được đẹp đẽ. Bởi vì trên đời này có người sinh ra rất là đẹp, người ta nhìn thấy là người ta muốn, nghĩa là thân cận với mình ngay lập tức. Nhưng mà tại sao cũng có người sinh ra mà người ta nhìn thấy người ta muốn xa lìa, người ta sợ sệt? Là bởi vì trước đây mình không có trì giới, trước đây mình không có làm những cái việc đúng đắn. Thành thử được cái quả báo của mình ngày nay mình phải nhận, đó là cái quả mà thiên hạ khinh rẻ. Thành thử ra mình đâu có muốn ai khinh rẻ mình trên đời sau.
Mà dù rằng bây giờ mình bị khinh rẻ đi nữa, thì mình cũng phải biết rằng thôi thì bây giờ kiếp này mình trả đi, để mà kiếp tới mình không bị sinh ra. Rồi mình có biết bao nhiêu hận thù, thật sự mình nói, có những cái hận thù mà nói cho đúng, mình đau khổ chứ kẻ khác không đau khổ đâu. Vậy thì bây giờ dẹp cái hận thù bằng cái cách là mình phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục đến cái mức độ gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì cái chuyện đó có thể rằng trong một cái dịp nào đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện minh họa để thấy được cái sự nhẫn nhục là cao quý như thế nào. Còn bây giờ đó thì chúng ta chỉ biết rằng nhẫn nhục lùi một bước biển lặng trời cao. Mình làm cái điều gì mà trong thế gian này nó được yên ổn là cái điều vô cùng phước đức. Còn nếu mình làm được cái điều gì mà đau khổ cho mọi người thì quả thật đó là một cái điều không nên. Rồi con người của chúng ta nó vốn là giải đãi, con người của chúng ta nó muốn nằm đó để mà thưởng thức tivi, thưởng thức những là ca lương này, nhạc rồi nọ kia, mà chúng ta không có tinh tấn. Thay vì chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật, thay vì chúng ta đảnh lễ một cái hình ảnh của cái ngày sám hối, hay là mình tụng một thời kinh, thì mình lại không làm những cái điều đó, mà mình để cho cái giải đãi nó dẫn mình đi vào một cái hiện tướng là mình chỉ có cảm nhận, cảm thọ. Và chính vì vậy mà mai sau mình sẽ là một người không có đủ trí tuệ. Mà không đủ trí tuệ thì không có một cái đầu tàu để mà nó dẫn dắt cả một cái đoàn tàu. Cho nên thưa quý vị, cái cơ hội tuyệt vời là khi mà ta phải đối đầu với những người mà ta thấy khó ưa nhất. Nhưng mà khi chúng ta biết được phát triển tình thương thì trong cái sự liên hệ nó thuộc về những cái điều kiện, nhưng mà chúng ta thực hiện được thì chúng ta sẽ trị được những cái bệnh nhẫn nhục và những cái bệnh giải đãi. Và từ đó thì chúng ta mới bắt đầu tiến tu để chúng ta có thể trừ đi những cái tâm nhiễu loạn bằng những cái cách thiền định. Và cuối cùng tất cả chúng ta đều vào biển tuệ. Tức là chúng ta có được một cái bát nhã rộng lớn, trí huệ tuyệt vời để mà chúng ta trị dứt cái bệnh vô minh. Bởi vì nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược. Cả những cái điều này nó sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái cửa mà nếu không khéo chúng ta sẽ bước vào cái cửa luân hồi sanh tử bằng cái đau khổ của con người thiếu trước hụt sau, nghèo đói và bị khinh khi. Nhưng mà chúng ta có được một cái trí tuệ bát nhã, chúng ta cũng đi vào cái cửa sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng ta sẽ biến tướng thành một con người giàu có, đủ cái khả năng tiếp tục thực hiện Phật Pháp, đủ cái khả năng chúng ta có được những tài sản để tiếp tục bố thí. Và từ đó chúng ta mới có thể tiến tu trên con đường đạo hạnh. Kính thưa quý học viên, đến giờ phút này thì chúng ta có thể tạm kết thúc bài nói chuyện của ngày hôm nay. Để kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin thưa với quý vị ba điều. Điều thứ nhất, khi chúng ta đã học xong cái bài học này, chúng ta phải lưu ý đừng bao giờ mở miệng nói là tu tâm mà chúng ta không biết tu tâm là cái gì. Bởi vì thực tế mà nói đó, Đức Phật là một nhà tâm lý tuyệt vời, đã phân tích cái tâm của chúng ta thành hàng ngàn mảnh để hiểu được cái tâm như thế nào mà chúng ta đối trị. Cái điều thứ hai nữa đó, không phải chúng ta chỉ biết tu để mà chỉ ăn rau cải để cho cái thân xác này nó gầy còm. Chúng ta phải biết những cái thức ăn nó đầy đủ những cái bổ dưỡng và nó không độc hại để chúng ta có được một cái sức khỏe. Bởi vì tài sản lớn nhất của đời người cũng là cái trí tuệ và cái sức khỏe. Không có sức khỏe, trí tuệ không nương vào đó để mà phát triển được. Thành thử ra ăn uống, chúng ta cũng cần phải ăn uống cho nó đúng những cái loại vitamin, nhưng đồng thời cũng đừng có dùng cái độc dược hay là dùng cái thịt thà cá mú quá mức để chỉ nuôi cái thân mạng này nó có sức khỏe, mà nó vừa có sức khỏe mà nó vừa có tội lỗi, thì hãy xin đừng có làm điều đó. Mà bây giờ thức ăn chay, đặc biệt là bây giờ những cái đại công ty của những cái cơ quan dinh dưỡng họ đã tạo ra những cái miếng thịt bò bằng toàn bộ rau cải, và cái hương vị của nó
ngon ngọt và thơm ngon, có thể nói rằng 95% so với cái miếng thịt bò 100%, thì nên quý vị cũng phải cố gắng để mà đừng có tạo những cái lỗi lầm trong cái cuộc đời này chỉ vì cái miệng mà hại cái sức khỏe của chúng ta mai sau. Bởi vì chúng tôi nói hại sức khỏe là bởi vì có những cái loại độc dược mà chúng ta ăn vào tưởng ngon nhưng mà thật sự còn ngon, thì còn bị những cái chứng bệnh ung thư, những cái chứng bệnh đau dạ dày, tất cả những cái điều đó. Nếu chúng ta có giờ phân tích thì chúng ta biết rằng những cái bệnh tật hiện giờ càng ngày nó càng tăng trưởng do những cái chất thịt nó gây ra. Thành thử ra cái điều đó chúng ta phải lưu ý sức khỏe và tâm để cho nó có trí tuệ, và đồng thời chúng ta biết cái phiền não nó đã đến từ những cái gốc của tham lam, sân hận và si mê. Từ đó chúng ta nỗ lực để có thể chuyển hóa cái tham lam, cái sân hận, cái si mê thành một con người có được một niềm tin Phật Pháp. Lúc nào chúng ta cũng tin luân hồi, nhân quả. Người có chánh tín như vậy, người đó luôn luôn đi trong cuộc đời mà chúng ta không sợ những cái bức bách của cuộc đời. Bởi vì ít nhất chúng ta đã có cây gươm của trí tuệ. Khi có người cầm cái gươm của trí tuệ trong tay, chúng ta chả có sợ bất cứ điều gì. Chúng ta thẳng tiến đến con đường Niết Bàn, ít nhất là hữu dư ư Niết Bàn. Rất cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể học viên. Và đến giờ phút này thì chúng tôi đã nhìn thấy đồng hồ chỉ ra 6:30. Và chúng tôi xin tạm chấm dứt để mời gọi toàn thể học viên có những câu hỏi, có những điều gì mà cần chia sẻ. Chúng ta sẽ còn 30 phút để có thể cùng với quý vị chia sẻ trong cái ngày học của hôm nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin tri ân thầy hiệu trưởng. Sau 90 phút vừa qua, chúng em chắc chắn rằng quý học viên đã nghe được những cái tiêu điểm của lớp học ngày hôm nay. Chúng tôi xin lượt qua đã post lên trên Facebook rồi, trên YouTube rồi, nhưng mà cũng lượt qua là những cái outline của lớp học có hôm nay: nhận diện khổ đau trong cuộc sống, nguyên nhân sinh phiền não ái dục, tu minh sát tệ để hạn chế dứt trừ phiền não, tu tâm là gì, khảo sát về diễn biến tâm, tâm vướng và tâm sở biến thành ra sao, tu thân và sức khỏe, thập thiện và lục độ cho sức khỏe hoàn mỹ linh tinh. Và chúng em xin mời những học viên có những câu hỏi đặt với thầy giáo thọ hôm nay. Chúng xin mời. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ, xin kính chào ngài giáo thọ và kính chào tất cả quý vị học viên có mặt ngày hôm nay. Em xin lỗi, xin đặt câu hỏi trước là tại vì em mới vừa ra hãng đang chuẩn bị lái xe về, thành ra xin đặt câu hỏi trước rồi vừa lái xe vừa nghe, thành ra mong quý vị thông cảm. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính hỏi ngài giáo thọ, thì trong cái tánh sân á, chưa bao giờ ăn chay và chưa bao giờ tụng kinh mà gọi là tu tâm, thì tu cái đó là cái tánh sân của con người mình đó, thì nó có liên quan đến cái bản ngã không vậy ngài giáo thọ? Tức là nếu mà cái con người mà bản ngã càng cao càng lớn đó, thì cái sự sân hận họ càng nhiều, có phải như vậy không? Mà nếu mà giờ cái bản ngã mà mình có thể dẹp bớt bản ngã, hoặc là mình hạ thấp cái bản ngã của mình xuống, thì có thể mình control được cái tánh sân. Có phải vậy không ngài? Xin ngài giải thích cho biết giùm. Xin cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi này nó hay lắm đó, nó rất là hợp với cái bài nói chuyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn một vị học viên đã hỏi cái câu hỏi này, nhưng mà tôi xin nói trước cho lái xe mà nghe như thế này nguy hiểm lắm đó, đặc biệt là trời mưa nha, cố gắng nỗ lực để nghe xong rồi hãy lái xe. Dạ, cảm nói ơn. Về cái bản ngã đó, thì thưa với quý vị, thực sự mà nói đó, con người của chúng ta chỉ vì bản ngã mới có tham lam, mới có sân hận và có si mê. Bởi vì con người mà không còn bản ngã thì tham lam và sân hận si mê đâu có còn nữa đâu. Bởi vì các vị Bồ Tát A-la-hán mà họ đã bỏ đi cái bản ngã để trở thành thường lạc ngã tịnh,
Có nghĩa rằng họ đã dẹp được ba cái độc tham lam sân hận và si mê. Trong đó, cái si mê là cái sân hận là một cái phương pháp mà nó thường trực tiếp đến cái bản ngã của chúng ta. Bởi vì cái sân hận nó là đối tượng của cái ngã mạn. Sân hận là đối tượng của cái tư kiến. Sân hận là đối tượng của cái bản năng mà con người cho rằng mình là một người rất là vĩ đại, mình là một con người rất là lớn lao, rất là phong độ. Cho nên cái tự cao tự đại đó mà nếu con người khác đụng chạm hay là có một cái điều gì đó không vừa lòng, làm cho mình xúc phạm, thì đó là cái sân si nó nổi lên. Cho nên cái tính sân nó trực tiếp liên quan đến cái bản ngã của con người. Và vì vậy, để dẹp đi cái sân hận, hay nói đúng hơn, để giảm đi bớt cái sân hận mà nó nổi lên, chúng ta cần phải thực hiện những điều sau đây. Thứ nhất, lúc nào cũng lại Phật, để cho cái ngã mạn của mình á, nó không còn quá lớn và nó lần lần đi vào cái bóng tối bớt đi, và mình luôn luôn có một cái quan niệm là con chỉ là một hạt cát trên sa mạc, thành kính cầu nguyện cho tất cả mọi người như con và hơn con đều được những cái phước huệ của chư Phật. Mình nói hoài như vậy, mình cầu nguyện hoài như vậy, thì cái tâm ngã mạn của mình nó càng ngày nó càng nhỏ đi, và mình bớt đi những cái sân si nếu lỡ ai xúc phạm đến mình. Điều thứ hai, mình phải mở cái tâm từ của mình càng ngày nó càng rộng lớn. Bởi vì cái tâm từ thì mình mới thấy rằng mình và chúng sanh là một thể. Tâm từ là cái tâm mà cho mình và tất cả mọi người đều đồng một dòng máu đỏ, một giọt nước mắt cùng mặn. Cho nên mình không có cái tâm phân biệt. Mà khi không còn phân biệt, mình bớt đi cái ngã mạn tự đại. Điều thứ ba, khi mà sân si nổi lên, mình cần phải niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì từ trước đến nay, người ta đeo cái hình của Đức Quan Thế Âm, người ta chỉ nghĩ có một điều duy nhất là Đức Quan Thế Âm hỗ trợ gia trì cho mình. Nhưng mà mình quên đi mất một cái điều quan trọng duy nhất, đó là cái hạnh lắng nghe của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi người nào mình niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, có nghĩa rằng mình lắng nghe. Và khi mình đã lắng nghe thì mình sẽ lắng nghe cái điều mà đối phương đã đụng chạm đến mình. Có thể cái điều đụng chạm đó nó giúp cho mình tiến tu trên con đường Phật Pháp. Do đó cái sân hận của mình sẽ không còn cơ hội mà phát triển. Cho nên dẹp bỏ cái bản ngã đồng nghĩa với dẹp bỏ cái sân si. Rất cảm ơn cái câu hỏi của học viên. Kính chúc anh lái xe an toàn. Dạ, xin mời học viên Thành Nguyễn ạ. Dạ vâng. Dạ, xin thầy cho biết trong kinh nói có bậc hữu học và vô học là những ai? Trong kinh nói có bậc hữu học và vô học là những ai? Bậc hữu học là quý vị đang ngồi học đây nè. Tại sao gọi là bậc hữu học? Mà tại sao gọi là bậc vô học? Cái điều này đó, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã nhắc rất nhiều lần. Bởi vì thế nào là bậc hữu học và thế nào là bậc vô học? Cái chữ học nó rất là quan trọng. Bởi vì cái chữ học là tu. Nói đến chữ học là chữ tu đó. Nó là một cái sự hành trì. Nó là rèn luyện. Nó là một cái điều mà ám chỉ cho cái việc học. Nhưng mà cái học này đó, trong kinh nói là bậc hữu học và vô học, nó không phải giống như chúng ta ngồi học ABC. Bởi vì sao? Bởi vì các vị mà tu chứng á, khi mà chưa chứng ngộ A-la-hán thì vẫn là còn học. Đó là các vị tu đà hoàng, các vị A-la-hàm, các vị dự lưu, các vị thanh văn, các vị duyên giác, đều là những bậc hữu học. Bởi vì sao? Bởi vì cái kiết sử của họ vẫn còn.
10 cái kiết sử của họ là gì? Nó tiêu bớt nhưng mà vẫn còn. Đó là thanh kiếm. Đó là cái hoài nghi. Đó là giới cấm thủ. Đó là cái tham đắm trong cái dục giới. Cái tham đắm trong sắc giới. Cái tham đắm trong vô sắc giới. Đó là cái sân. Đó là cái mạng. Đó là cái trạo cử. Đó là cái si mê. Tất cả những cái điều đó nó vẫn còn cái gốc gác trong những cái vị gọi là cái vị đang ở trong cái tiến trình để trở thành A-la-hán. Còn cái bậc vô học là gì? Bậc vô học không có nghĩa là mày không có học hay là mình chửi người ta là vô học. Không phải đâu. Cái chữ trong đạo Phật mà vô học có nghĩa là cái vị đó đã đạt được cái thánh quả A-la-hán. Mà cái thánh quả A-la-hán đó đó là cái vị đó đã trừ khử được cái tâm tham lam, sân hận và si mê. Do đó đó, cái bậc hữu học là những vị nào vẫn còn những cái kiết sử nó đeo bám, mà trên con đường loại khỏi những cái kiết sử đó thì cái người đó gọi là cái bậc hữu học. Còn như chúng ta thì dĩ nhiên là hữu học muôn năm rồi, bởi vì chúng ta còn nhiều lắm. Nhưng mà đối với những cái bậc vô học, tức là ý muốn nói đến Phật và các vị A-la-hán, các cái lậu hoặc của các ngài không còn nữa, các cái kiến chấp của ngài không còn nữa, những cái kiết sử của ngài không còn nữa, và các ngài không còn tính đến cái chuyện mà phải học như thế nào để mà nó tiến tu, bởi vì các ngài đã hoàn toàn giải thoát. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, còn gì nữa mà? Xin mời. Dạ, mời cô. Cô unmute cái mic ạ. A Di Đà Phật. Dạ, con kính kính chào giảng sư và chào quý vị. Cho xin vừa liên hỏi hai danh từ trong Phật, có hai danh từ nó là tái sanh và đầu thai, mà sao trong Phật giáo mình chỉ dùng cái này, hai cái nghĩa này khác nhau như thế nào, và trong Phật giáo thì chỉ dùng cái tái sanh mà không dùng chữ đầu thai. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn giảng sư. Cái mà chúng tôi vừa nói với quý vị trong cái bài giảng đó, là Đức Phật ngài không có nói linh hồn, ngài không có nói linh hồn, bởi vì linh hồn á là một cái thực thể của cái điều mà mình vẫn tồn tại như là một con người, mà cái đó là cái tư tưởng của ngoại đạo mà có cách đây hàng 10.000 năm rồi chứ không phải mới đây. Bởi vì họ quan niệm được cái linh hồn khi mà cô là Nguyễn Thị A, mà cô có bỏ cái xác thân này, ít bữa nữa cô cũng trở thành Nguyễn Thị A của bé bé, rồi lớn lên cô cũng là Nguyễn Thị A. Cái linh hồn kiểu đó gọi là thường kiến, không có chấp nhận được. Nhưng mà con người của chúng ta đó, sở dĩ nó có liên tục trong cái vòng luân hồi đó, là bởi vì chúng ta sống đây, chúng ta gieo cái hạt mầm, hoặc là chúng ta có những cái duyên khởi nó luân lưu. Và vì vậy đó, khi mà cận tử nghiệp nó kề cận, chúng ta ra đi thì chúng ta sẽ tái sanh theo cái nghiệp mà bị dẫn. Ví dụ như cô là một cái người mà chuyên môn lo những cái chuyện phụng sự đạo pháp, tu hành nghiêm mật, thì cái quả của cô nó nằm ở trong cái A Lại Gia Thức, nó chứa đầy những cái hạt gọi là thiện lành. Cái hạt thiện lành đó là những cái hạt kim cương. Mà hạt kim cương đó, nó phải tìm cái giống kim cương để mà nó nhập vào. Vậy thì trên thế gian này đó, nó có những cái gia đình đang thụ thai và nó có những cái hạt kim cương giống như vậy. Cô sẽ tái sanh vào cái hạt thụ thai của kim cương. Nhưng mà giả dụ như một người nào đó mà gọi là đồ tể giết heo giết mướn, có thể tái sanh vào cái chuyện đồ tể. Hồi xưa cô có đọc trong quốc chí, cô có đọc cái quyển mà Tây Du Ký không? Cái ông mà người ta cười nhất là Trư Ngộ Không. Ông là nguyên bồng, nguyên soái. Ông ở trên cung trời đó mà lỡ làm rớt cái ly, bởi vì ông dê một cái người tên là Hàng Nga, cho nên thượng đế với đày ông xuống trần gian
Và khi mà ông đi xuống trần gian đó, ông mang một cái tâm trạng của một cái kẻ vừa sai mà vừa dục vọng. Cho nên ông xuống, ông thấy một cái bầu trời xinh đẹp, hoa lá tươi tốt, đèn đuốc sáng choang, và nhiều tiên nữ. Ông sa vào đó. Khi mà ông sa vào tới nơi rồi, ông mới biết rằng cái đó là cái bụng của con heo nái. Cái bụng của con heo nái. Cho nên ông trở thành con heo và gọi là trư bát giới. Thì cái câu chuyện đó nó dài lắm, nhưng mà cái đó nó là cái tâm thức của tái sinh. Còn cái chữ mà gọi là đầu thai đó là cái tiếng nhân gian. Cái tiếng mà nhân gian của mình thường gọi. Nhưng mà trong sách vở của Phật giáo thường dùng cái chữ tái sinh để nó rõ ràng, để mà nó có thể diễn đạt được cái tâm trạng của con người của chúng ta. Nó đi từ cái kiếp hiện tại đến cái kiếp vị lai để mà nó sinh ra lại một cái thai khác. Còn cái chữ đầu thai có nghĩa rằng nó mang một cái tính chất vừa là linh hồn của ngoại đạo thường kiến mà nó vừa mang một cái tính chất của cái chữ tái sanh. Cho nên cái người Phật tử thường dùng cái chữ tái sanh, nó đúng với cái khả năng tu học của mình hơn là cái chữ đầu thai. Bởi vì đầu thai là khi cô chết rồi, cô sẽ trở lại một cái đầu thai khác là đầu thai. Tức là cái linh hồn của cô nó trở lại với một cái linh hồn khác thì gọi là đầu thai. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta dùng cái chữ tái sanh, nó chính xác và nó nguyên mẫu hơn. Cảm ơn cô. Rồi, vị nào nữa? Dạ, cô Thanh. Dạ, mời cô Cúc Nguyễn ạ. Dạ, mời cô. Dạ. Cô unmute cái mic ạ. Dạ, mute cái mic chưa mic. Dạ. Mở mic ra. Dạ, nghe rồi. Dạ. À, A Di Đà Phật, xin chào giáo sư, chào Quảng Hải và chào các bạn. Đạo hữu, xin giáo sư cho rõ cái câu thường nghe nhất là đời này đời sau địa ngục chỉ có tăng với ni mà không có chúng, thì câu này xuất phát từ kinh nào hay là có phải lời Phật dạy hay không? Và đã gặp nhiều vị tăng, vị sư, các sư cô thỉnh thoảng nổi sân rất là dễ dàng khi gặp một cái điều gì đó không hài lòng. Thì nếu mà mình không kính thì cái tội của mình là như thế nào? A Di Đà Phật, xin cảm ơn. A Di Đà Phật, cái câu mà đời này đời sau mình sẽ có các là tăng ni, ý nói lên cái chuyện mà những cái nghiệp báo của quý vị này phải trả trong đời này đời sau đó. Cái câu này đó, nó là cái câu của ngoại đạo thường tiến chứ không phải là cái câu của Phật giáo. Nó cái câu này nó nằm ở cái câu này nó nằm trong cái quyển mà cô ba cháu gà nói chuyện âm phủ á, có cái câu này. Thì sở dĩ tôi nói như vậy là để chi? Để là bởi vì cái câu này chỉ là một cái câu khuyên dụ. Cái câu khuyên dụ để mà thấy rằng á, những người mà tu hành mà nó không đủ cái đức độ đó, nó sẽ mang những cái trọng tội. Bởi vì thật sự hạt cơm của đằng Na Tiến Thí mà cúng dường cho chùa để mà nuôi mạng quý vị tôn túc đó, là cái hạt cơm nó nặng như núi vậy đó. Cho nên đó, cái người mà tu hành đó cần phải nỗ lực tinh tấn để mà làm lợi ích cho chúng sanh thì mới tiêu được cái hạt cơm đó. Còn không á, là cái hạt cơm của đằng Na Tiến Thí nó vẫn còn và dễ dàng bị đọa lạc. Và sau này đó có một số mà chúng ta nhìn thấy, có một số quý vị cũng đã có một con sâu làm rồng nồi canh. Thành thử ra họ thường thường nhập nhằng cái chuyện này để mà họ trở thành cái câu của Phật nói, họ nhắc vào miệng của Đức Phật. Chứ Phật nào nói cái câu này? Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai đó, đối với một người Phật tử đó, cái việc đầu tiên của người Phật tử là luôn luôn tín tâm và kính trọng tất cả những vị tăng ni. Bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái phước lành cho chúng ta. Mỗi một vị tăng ni đều có cái phước duyên khác nhau. Phải nhớ như vậy. Mỗi một vị thầy của chúng ta nó có những cái phước duyên khác nhau. Thành thử ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái phước duyên của vị này nó ở trong cái thời điểm này, nó là một cái vị mà chúng ta tôn kính. Nhưng mà nhớ như là ngày mai hay là ngày mốt có thể xảy ra những cái sự kiện mà bất như ý, thì cái chuyện đó, nghiệp của vị thầy đó, người thầy đó phải chịu. Còn đối với người Phật tử, chúng ta luôn luôn cung kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nhưng mà Tăng bảo chúng ta luôn luôn cung kính để cho cái tăng trưởng tâm thiện lành của chúng ta
chứ không phải là chúng ta cung kính như vậy được cái lợi ích gì có các thầy đó. Cho nên cái việc của chúng ta là khi nào các vị nào làm sai thì dĩ nhiên các vị đó không phải là đại diện chung cho cả giáo hội hay là đại diện cho toàn thể các vị tăng ni, mà chỉ là một cá nhân. Mà thưa với quý vị, cái chuyện mà cá nhân mà sai phạm là cái chuyện nó rất là bình thường. Bởi vì các thầy, các ni sư, các sư cô cũng là những chúng sanh nỗ lực trong con đường Phật Pháp. Và vì vậy, chúng ta phải bỏ cái chấp ngã. Bởi vì thật sự thì cuộc đời này đó, nhiều cái chuyện mà chúng ta thường thường là chúng ta phải nghĩ rằng khi mà đã nghĩa là xuất ái từ thân, tức là cạo tóc vi tu là một cái người hoàn chỉnh. Bởi vì cái đó là cái mà chúng ta nghĩ, nhưng mà thật sự không phải. Các vị cũng giống như chúng ta, cũng nỗ lực học tập, nhưng mà cũng có những cái sai phạm. Có những cái sai phạm, nhưng chúng ta không vì cái sai phạm của một thiểu số mà chúng ta có thể đánh giá toàn bộ cái đại sự của những vị, mà cái hình ảnh của tăng ni là hình ảnh của Tam Bảo. Còn cái câu chuyện mà những sách vở viết tào lao thì đó là cái chuyện mà người ta muốn nói như vậy để cảnh tỉnh, nhưng mà cái chuyện này nó cũng hơi quá đáng. Bởi vì thật sự cái chuyện nào thì ra cái chuyện đó, chứ không thể nào mà nói rằng sau này là chỉ có như là ở địa ngục thì toàn bộ là những người tăng, người ni, thì đó là nói cái điều mà mình sẽ là một cái điều nghĩa là vơ đũa cả nắm, không nên. Cho nên cái người học Phật luôn luôn có trí tuệ, mà luôn luôn có trí tuệ là chúng ta phải nhìn thấy từng hành động của mỗi một cá nhân. Ví dụ như bây giờ nói là nói như vậy, nhưng mà chính cá nhân của chúng tôi cũng có thể sai phạm, bởi vì tất cả mọi người đều có thể sai phạm. Nhưng mà nếu mà các thầy, các cô mà có những cái sai phạm đó thì nó có những cái pháp yết ma, có những cái sám hối trong cái tăng đoàn, họ có sám hối. Và dĩ nhiên là đã là con người là sai phạm mà, chúng tôi đã nói rồi. Nhưng mà cái điều mà thánh thiện là từ cái sai phạm đó biết cái cách tu chữa. Còn cái chuyện mà ngoài đời hay là cuộc đời này thì nó đầy dẫy, có những cái vị mà mình tưởng rằng họ thật sự, nhưng mà cũng có những cái lợi dụng như vậy. Mình không vì những cái chuyện lợi dụng như vậy mà mình bỏ đi mất một cái căn lành của chúng ta, là mất đi cái tín tâm đến cái tăng bảo. Cho nên cái điều này chúng ta phải rất là lưu ý để mà chúng ta có thể có một cái hành xử đứng đắn đối với tất cả các vị tăng. Bởi vì thật sự mà nói đó, thưa với quý vị, mình thấy là vậy đó, nhưng mà trở thành một cái người tu sĩ khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì các ái từ thân, bỏ hết tất cả để mà sống một cuộc đời như vậy đó, nó không phải là một chuyện đơn giản, mà phải là một người vượt lên khỏi những cái tầm thường của thế gian. Mình nổi những cái chuyện như vậy mình đủ kính trọng rồi. Cho nên đó, thưa quý vị, đối với Phật Pháp mình luôn luôn nỗ lực tinh tấn để mà đảnh lễ. Đối với các vị tăng già mình cũng phải có cái tâm như vậy, thì may ra mình mới thoát khỏi những cái mà mình gọi là ngã mạn hay là sân si. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin lưu ý. Rồi, một câu hỏi nữa. Dường như còn có mấy phút nữa. Dạ, còn mấy phút nữa. Dạ, xin mời. Dạ, mời. Dạ, Nam Mô A Di Đà, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa Thầy Hiệu trưởng. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, mình sống chung với nhượng trong tập thể hay là trong đại gia đình, mà con thường gặp phải những người đối diện họ quá nhiều sân hận và ngã mạn, thì mình làm sao mình giúp họ để họ nhận diện được và để họ chuyển hóa được những cái tập khí xấu như vậy? Và câu hỏi thứ hai là thường thường trong các thời kinh sau cùng mình thường tụng câu là Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, thì con chưa có thấu hiểu được chữ tàn thân A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, cái câu hỏi hay quá nha. Bây giờ câu hỏi thứ nhất đó, mình sống với một tập thể, mình sống với một tập thể mà mình là cái người có tu hành, mình là cái người có tu trì, nhưng mà cái tập thể đó nó còn nhiều, nó có những cái con người mà nó hung hăng, nó hung dữ, nó có nhiều cái nghiệp chướng, nó có nhiều cái sân si, nó có nhiều cái ngã mạn. Vậy thì việc đầu tiên làm thế nào để mà chuyển hóa những người đó? Thưa quý cô như thế này nè. Để mà chuyển hóa những người đó, cái việc đầu tiên á, mình phải chuyển hóa mình. Mình phải sống làm thế nào
thật là dễ thương. Mình phải sống thật là uy tín. Mình phải sống làm sao mà cái tập thể đó đó, nhiều người mà mình gọi là nhiều người, gọi là trong tập thể đó có người thiện người ác, thì cái người mà gọi là người thiện đó họ nể mình trước. Cái người thiện họ phải nể mình trước. Dĩ nhiên cái người ác họ không nể mình đâu, nhưng mà cái người thiện họ phải nể mình trước. Đó là cái vấn đề đầu tiên, mình phải tự thân trở thành một cái example, tức là tự mình phải nỗ lực để trở thành một cái điểm sáng cho cái tập thể đó. Thứ hai nữa, muốn làm được như vậy đó, mình cũng không nên sống cái kiểu mà giống như họ. Họ nghĩa là nói một câu đắp chát thì mình phải nói một câu đắp chát. Nói như vậy không phải là mình tài ba lỗi lạc đâu, mà họ nói một câu đắp chát, mình phải từ ái, mình phải hỷ xả, mình phải cười, thay vì mình phải giận dữ. Thì đó là cái cách mà mình dạy cho họ. Cho nên hồi xưa Đức Phật cũng là làm cho mọi người giận dữ lắm. Nhiều người tới chửi Đức Phật, nhưng mà chửi hoài Đức Phật làm thinh. Rồi cuối cùng á, người ta mới hỏi tại sao mà ông làm thinh. Thì Đức Phật nói rằng anh chửi tôi nhưng mà tôi làm thinh, thì giống như là người ta cho tôi mà tôi không lấy thì anh lấy thôi. Nhưng mà nói như vậy để mình thấy rằng cái hạnh của cái sự nhẫn nhục, cái hạnh của cái sự làm thinh, cái sự mà biết lắng nghe đó, nó chinh phục cái lòng của người khác. Và điều thứ ba nữa, đừng vì cái tâm tính hung ác, hung dữ của người ta mà mình không có tâm từ ái và không giúp đỡ người ta. Cô phải tìm mọi cách để có thể giúp đỡ mọi người, giúp đỡ cái người đó, bình đẳng với người đó. Chứ đừng có vì cái chuyện mà người ta hung dữ quá mình phân biệt, gọi là phân biệt chủng tộc. Ví dụ như là cái người đó, cô ở trong một group 5 người phải không? 4 người dễ thương lắm, nhưng mà cái người kia là cái người mà cô ghét nhất. Ngày Tết á, cô đem 5 cái bánh, thì chắc chắn là cái người đó mà họ làm của cô giận á, cô không bao giờ cô chia sẻ cái bánh đó. Nhưng mà cô hãy thực tập là đáng lẽ là 4 cái bánh là cô cho 4 cái người mà cô thương nhất á, thì bây giờ cô giảm đi 4 cái bánh, cô lấy một cái bánh cô cho cái người mà cô ghét nhất. Còn cái người mà thương nhất thì không sao hết. Thương nhất là thì họ bắt quá thì họ nói tại sao không cho họ thôi. Cô phải thực tập cái tính như vậy đó, lần lần cô sẽ lăn la với họ. Và lăn la với họ rồi đó, khi mà họ đã quý mến, họ đã thương tưởng, họ là gần gũi với mình rồi đó, mình mới bắt đầu lăn mẳng với họ để đem nói chuyện với họ, dẫn họ đi đến một cái nơi nào đó mà cô biết rằng cái nơi đó sẽ làm cho cái tâm của họ nó bớt đi những cái si mê, cái sân hận. Rồi cô có thể nghĩa là giới thiệu, ví dụ như ở đâu đó cô có thể nghĩa là dẫn họ tới vì một vị thầy nào đó để mà giải thích cái sân hận, cái tâm sân hận nó sẽ biến dịch như thế nào. Nhiều lúc họ không có cái cơ hội để mà họ biết được Phật pháp, nhưng mà nếu cô gặp họ và cô kính trọng họ, cô quý mấy họ, cô đưa cho họ đến gặp một vị thầy để mà một vị thầy đó nói về cái nguyên nhân cũng như là cái hậu quả của những kẻ sân hận đó, chắc chắn người đó sẽ có thể thay đổi cái tâm tính đó. Và đó cũng là một cái pháp lành mà cô đã thực hiện được. Thì đó là cái câu thứ nhất mà chúng tôi có thể tập. Cái câu thứ hai là mỗi lần mà chúng ta tụng là pháp giới tặng thân A Di Đà Phật, đây là một cái câu mà cô phải hiểu rằng đó là một cái lời cầu nguyện hồi hướng. Bởi vì Đức Phật A Di Đà đại diện cho vô lượng quang, vô lượng thọ. Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai. Cả những cái chuyện mà trên đời này chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho trí tuệ, cầu nguyện cho sự sáng suốt, cầu nguyện cho sự trường thọ, người ta gọi là phước lộc thọ. Thành thử ra khi mình cầu nguyện pháp giới này đều có cái hào quang của Đức A Di Đà phủ trùm, trong đó có mình. Cho nên cái câu mà niệm danh hiệu trì tụng Đức A Di Đà Phật, gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, đều là lúc nào luân chuyển trong cái cuộc đời này đều có cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, siêu nhật nguyệt quang Như Lai tỏa chiếu mười phương. Thành thử ra khi mà cô cầu nguyện cũng như là khi mà cô đảnh lễ, và đặc biệt là khi mà hồi hướng tất cả, cô cầu nguyện cái điều đó giống như là cô gặp tôi, cô gặp mọi người đều chào kính A Di Đà Phật. Cái câu mà chào A Di Đà Phật không có một cái gì nó quan trọng hơn, không có một cái lời nào nó chúc tốt đẹp hơn bằng cái câu chúc rằng anh luôn luôn gặp được trí huệ sáng suốt, anh luôn luôn ở trong một cái tâm trạng của Đức Phật A Di Đà, đó là tình thương, đó là trí sáng, đó là phước lực, đó là sức khỏe trường thọ. Thì đại khái
cái câu mà thường tụng để mà đọc cái danh hiệu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, để cầu nguyện cho tất cả các pháp giới mà chúng ta đang hiện hữu ngày hôm nay đều được bao trùm cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái câu mà chúng tôi có thể giải thích một cách gọn cho cô. Nhưng mà cái câu này nếu mà muốn giải thích, thưa với cô, giải thích về A Di Đà với 48 lời nguyện, chắc chắn chúng ta phải có một lớp học, chứ còn nói sơ sơ trong vòng 3-4 phút thì cũng không đầy đủ. Nhưng mà hy vọng cô hiểu được là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là một cái câu nguyện cho tất cả chúng sanh sống trong cái sự sáng suốt và cái sự trường thọ như ánh sáng của Đức Quang Thế Âm, của Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin tri ân thầy giáo thọ. Dạ, bây giờ cũng là 7 giờ rồi, nhưng mà trước khi chúng ta hồi hướng buổi học thứ 16 hôm nay, xin linh tinh một chút xíu là chúng ta còn 2 buổi học nữa. Buổi học thứ 5, thứ 6 tuần tới là chúng ta nghỉ, và vì chúng ta chuẩn bị đúng Tết Quý Mão sắp tới. Rồi thứ 5 tuần sau là ngày 26 tháng Giêng là Hòa Thượng Thích Tuệ Lực sẽ giảng buổi thứ 3 của ngài. Và sau đó là thứ 6, ngày 27 rồi chúng ta sẽ kết khóa. Thì trong buổi kết khóa này, nếu mà thầy hiệu trưởng có những câu hỏi thì xin email ra tất cả học viên để học viên trả bài, rồi sau đó cho chúng ta có những cái phần kết thúc. Tuy nhiên, có chị Quảng Hà ở đây, không biết cách đây vài tuần chị có nhảy vào cái chương trình đó, xin hỏi nhỏ chị tới đâu rồi hả? Hay là không có ai phụ chị rồi chị cũng có cũng dạ thưa A Di Đà Phật, là cho tới nay thì chưa thấy ai liên lạc. Mà Hà làm thì Hà có gửi đi một cái bài số 12 hay 13 gì đó, là bài hoàn chỉnh nhất. Còn mấy bài khác là đều dang dở tại vì Hà bận quá. Mà hơn nữa là cái điều quan trọng nhất là Hà cũng không biết là cái cách mình gõ như vậy đó. Tại vì Hà không có muốn là chỉnh sửa cái câu văn nó cho nó mượt mà nó thành ra văn viết. Cho nên Hà bị phân vân giữa hai chuyện, là một là có nên là giữ đúng cái lời giảng của thầy giáo thọ là đó là văn nói, hoặc là hai là có nên viết lại cho nó thành một cái câu văn mượt mà hơn. Thì Hà bị phân vân giữa hai cái đó, cho nên trong thời gian hai tuần lễ vừa qua thì Hà chỉ giữ cái bản gõ của Hà trong khi nghe giảng thôi, chứ Hà chưa có dám làm gì khác hơn. Dạ, tức là có điều đó có nghĩa là Hà rất cần cái sự sự hướng dẫn của thầy giáo thọ. Dạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn cô Quảng Hà. Hôm trước tôi có đọc cái bản đánh máy của cô Quảng Hà. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta ấn loát thì có lẽ là chúng ta sẽ sửa một số những cái từ ngữ, bởi vì cái văn nói và văn viết đó thì nó không có khác biệt với nhau. Và những cái bài giảng thì thực tế mà nói là chúng tôi nói chuyện với quý vị là chúng tôi nhớ từ trong đầu, chứ nó không có soạn trước. Thành thử ra chúng tôi đã có một cái cách gọi là cái cách sư phạm trong người đó. Thành thử ra nó giống như là những cái bài giảng trên những cái chương trình của đại học. Thì chúng tôi nói theo cái dàn bài để mà quý vị có thể trực tiếp với cái cách mà chúng tôi thực hiện đó. Nó không phải là cái cách mà giảng pháp giống như các vị giảng sư, mà chúng tôi chỉ đưa ra những cái chương trình học thuật theo một cái cách là chúng ta phải thực hiện làm thế nào để đạt được những cái mục tiêu mà nhà trường đã đưa ra. Thì đó là cái cách. Còn nếu mà quý vị nghe từng bài giảng, ví dụ như là tham sân si thì quý vị nghe một bài giảng, hoặc là tâm thì quý vị nghe một bài giảng, thì cái điều đó nó thuộc về những cái bài riêng biệt của các vị tôn sư. Thì cái điều đó chúng ta không có thực hiện như vậy. Do đó thì khi mà chúng ta đã có những cái bản nói chuyện mà đánh máy được như của Quảng Hà thì chắc chắn chúng ta cần phải hiệu đính. Thì chắc chắn là đó là một cái điều mà rất là tán thán cái công đức của cô Quảng Hà. Tuy nhiên khi mà chúng ta đưa lên thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng cần phải có một cái sự tham khảo chung để cho nó có những cái cách mà nó đúng hơn. Nhiều lúc á, mình nói chuyện mà mình không có những cái bài mà nó xác thực đó, thì
có những cái câu hay có những cái từ ngữ có thể nó bị sai phạm một chút xíu, thành thử ra mình điều chỉnh, đó là cái điều đương nhiên thôi. Thì kính thưa tất cả quý học viên, ngày 20 đó là chúng ta sẽ có cái ngày Tết Quý Mão. Chúng ta sẽ có ngày Tết ngày 20-21. Thì trong cái cơ hội này là chúng tôi cũng rất là vui mừng, bởi vì không có cái thiện duyên không bao giờ chúng ta gặp nhau. Mà chúng ta đã gặp nhau như thế này đó, thì không phải đời này mà đời trước nữa, chúng ta đã là thân bằng quyến thuộc. Mà khi chúng ta đã biết rằng chúng ta đã là thân bằng quyến thuộc rồi, thì chúng ta phải có một cái sự tương kính, một cái sự yêu thương, một cái sự hòa nhập với nhau. Thành thử ra chúng ta tạo được một cái hình ảnh như thế này đó, nó là một cái duyên lành vô cùng lớn. Và biết đâu kiếp này và kiếp tới mình đã trở thành một cái đại gia đình nữa. Thành thử ra trong cái phút giây này thì chúng tôi rất là ngưỡng vọng đến tất cả quý học viên, bởi vì học Phật nó không phải đi xem phim, nó khó lắm. Bởi vì thứ nhất là chúng ta học không cần phải, chúng ta phải có những cái tín chỉ thực tiếp. Thành thử ra nhiều lúc đây là một cái sự đồ họa trong trí tuệ mà quý vị đã ngồi suốt trong 15, 16 buổi như thế này, quả thật là một cái điều mà chúng ta được gọi là nể phục chứ không phải là không. Do đó thì rất tán thán cái công việc của anh Quảng Hải luôn luôn là điều hành cái lớp này. Đồng thời là tất cả quý học viên đã tham dự, bởi vì chính quý học viên đã làm một cái nhân lành để cho cái lớp học này nó được trường cửu. Thì đó là cái điều mà nhân cái ngày sắp tới thì chúng tôi không có cái cơ hội để trực tiếp gặp tất cả quý học viên. Thì xin được kính chúc tất cả chúng ta có được một cái Tết Quý Mão được an lành, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Và đầu năm quý vị nhớ đi chùa để chúng ta đem được cái Phật Pháp vào trong cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì dĩ nhiên là người Phật tử lúc nào cũng có chùa trong người, nhưng mà cái ngày đầu tiên nó cũng là một cái phong tục. Do đó thì hy vọng nếu mà quý vị ở chung quanh đây thì thế nào cũng gặp. Nếu mà quý vị ở xa thì xin được chắp tay cầu nguyện cho quý vị có được một cái mùa xuân an lành. Đó là mùa xuân Di Lặc. Và chúng ta cũng đồng cầu nguyện cho tất cả mọi người được an vui. Nội trong cái chuyện mà mưa bão ở tại California trong tuần vừa rồi đó, quý vị đã biết rằng chết cũng lên 17, 18 người đó. Thành thử ra mỗi một nơi nó đều có những cái khổ nạn, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho tất cả mọi người an lạc. Và đó là cái điều mà chúng tôi xin kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại đầu năm. Cảm ơn quý vị. Xin mời thầy cùng tất cả học viên hồi hướng. Cảm ơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chào thầy giáo thọ và kính chào tất cả học viên. A Di Đà Phật, kính chúc quý vị an lành. Xin cảm ơn thầy giáo thọ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn kia Quảng Hải nhiều. Xin cảm ơn tất cả. Không làm mọi điều chính lời chư Phật dạy.